Rồi, chào các anh em. Hôm nay hình như mạng bên cái server bên Zoom nó bị lắc nên một số anh em không vào được ấy. Ok. Mình vừa rồi mình quên mất là tuần này là tuần nghỉ lễ. Tuần này tuần nghỉ lễ. Thì buổi Zoom hôm nay của anh em học viên chúng ta sẽ là cái buổi cho nên rồi mình quên mất cái tuần nghỉ lễ á, cho nên mình up cái mình lên cái lịch. Thì sau khi mình lên lịch Zoom rồi thì một số anh em báo là họ về quê họ nghỉ lễ gì đó, họ không tham gia được đấy. Cho nên để mình đây nè, cái buổi Zoom hôm nay của chúng ta, thứ ba hôm nay, chúng ta quay lại về cái phần đầu tiên là cái phần tổng quan, ok chưa? Buổi thứ ba, ngày mai là buổi thứ tư, thì chắc ngày mai là 31 đây rồi, thì chắc toàn bộ cái lịch này chúng ta sẽ delay sang đầu tháng 9 ha. Đầu tháng 9 có nghĩa là đến thứ hai chúng ta sẽ quay, thứ hai thứ ba chúng ta sẽ quay lại, có nghĩa là bữa nay là buổi Zoom cuối cùng, xong mấy các anh em nghỉ lễ gì đó đi, tại vì nhiều khi Zoom mấy anh em học viên mới họ cũng không có tham gia được á, mất công họ nghe lại cũng như vậy. Thì chúng ta tạm ngưng. Thì cái buổi Zoom của anh em bên học viên á thì ngưng, nhưng mà mấy ngày này mình cũng ở nhà không à, thì các anh em bên cộng đồng vui vui thì mình sẽ Zoom Zoom cùng mấy anh em, ai lên được thì lên ha. Chứ còn cái lịch học của anh em học viên chắc delay lại nguyên cái phần này, thì delay lại đến đầu tháng 9 đi, khoảng chắc 5 tháng 9, 4 hoặc 5 tháng 9 mình sẽ gửi cái lịch học Zoom trong trong phần tới cho mấy anh em ha. Còn hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần tổng quan dành cho người mới nè, tâm lý giao dịch phù hợp cho từng giai đoạn. Cái phần này là một trong những phần gọi là tẩy não cho người mới. Có thể các bạn sẽ không kiếm được tiền ở phần này đâu, các bạn sẽ không kiếm tiền phần này đâu, nhưng chắc chắn một điều luôn là sẽ giúp cho các bạn, giúp giúp rất nhiều cho các bạn không mất tiền, không mất tiền và không còn dễ bị lừa, sẽ không còn cha con thằng nào mà lừa về các bạn nữa. Thì nội dung trong phần tổng quan này nó sẽ gồm có 3 buổi, gồm có 3 buổi, bữa nay là buổi thứ nhất trong 3 buổi đó. Thì đang quay lại là cái phần, tức là cái phần này là quay lại cái phần học, cái phần phần lộ trình học đầu tiên cho mấy anh em ấy, ok chưa? Rồi để xem có câu hỏi nào nữa nè, các anh em cứ 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 viết câu hỏi ra đi, chúng ta đợi thêm khoảng khoảng 5 phút nữa ha, để mấy bạn khác vào 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 đông đủ luôn rồi chúng ta bắt đầu, ok nha? Rồi các anh em cứ viết câu hỏi ra đi, có câu hỏi nào cứ viết ra, chúng ta đợi khoảng 5 phút nữa rồi chúng ta bắt đầu. Nghỉ lễ không có ngồi thì học, đúng rồi, mình thất nghiệp cũng 4 năm rồi, mình chỉ có phát lương cho ta coi, lâu rồi không được nhận lương đâu phát. Cho nên giờ cũng ở nhà thôi, đôi lúc thì đi du lịch. Tháng 10 này, chắc tháng 9 tháng 10 này chắc tôi định đi, đi 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 một cái đi đi vào Thái Lan. Có cái tour bên Thái Lan mới đây mới mới nghe bạn mình nói là có cái tour bên Thái Lan cũng khá hay nhé. Nó cũng tầm khoảng 15 triệu thì chắc hơn 500 đô một tí. Cái tour đó là đi đi qua Thái Lan thì đi cái coi cái tour coi cái show của Paris á, Thúy Nga Paris, đúng rồi, đó cái tour đó. Ngồi hàng đầu luôn, cái cô đó mình ngồi hàng đầu luôn. Có thể sắp tới nếu mà đi cái cô đó, một số anh em coi cái Thúy Nga của cái buổi đó thì các bạn sẽ có thể vô tình được thấy 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 mình, không biết các bạn ai cần ý nhận ra thôi. Sắp tới là bây giờ hết giãn cách rồi, thoải mái rồi, dịch cũng ổn rồi thì đi à. Rồi các anh em có câu hỏi nào cứ cứ viết ra ha, viết ra dừng dừng. Hôm nay cũng ít bạn tham gia được nè, tại vì đa số mấy anh em họ đi họ về quê á, họ đã về được từ hôm qua rồi. Đợt đợt nghỉ nghỉ Tết này đến đầu đến tháng 9 đến ngày ngày 4 ngày 5 họ mới quay lại. Rồi nhưng mà trong trong lúc rảnh mình thì rảnh mà, khi nào anh em bên mình vẫn hoạt động bên cộng đồng thôi, cần người làm cái buổi Zoom anh em ngồi giao lưu với nhau, chứ còn nội dung học thì sẽ không. Rồi để xem coi very nice thầy trả lời câu hỏi là anh em nhận ra ngay, tôi sẽ không trả lời câu hỏi đâu. Hôm đó tôi sẽ cài chợ, chỉ sợ là không kịp thôi, nó có lịch sẵn hết rồi, bây giờ có muốn cài chợ cho họ cũng không được, chứ cô biết trước rồi cũng cài chợ cho nó.
Rồi, để xem còn câu hỏi nào nữa nè. Chúng ta bắt đầu ha. Xem bao nhiêu bạn rồi. Tôi nói rồi đấy. Cho cái phần mềm Zoom, cái server nó đang có vấn đề đấy. Một số anh em nãy giờ đang báo liên tục được, không vào được. Các bạn nói, thầy nói tâm lý tại sao gồng lỗ luôn giỏi hơn gồng lời. À, cái phần này chúng ta được học luôn đấy. Là nội dung cái môn này chúng ta học 3 buổi nè. Đây là buổi 1 trong 3 buổi đó. Chúng ta sẽ được học phần đó. Tại sao giá lại phản ứng với Sony Error nhẹ như vậy? À, tại vì á, các bạn phải nghe lại về cái clip Sony Error. Cái clip Sony Error đó trước đó là chỉ có trong nhóm học viên học. Nhưng sau này thì mình cũng public luôn cộng đồng rồi. Các bạn dành thời gian các bạn coi lại, nghe lại cái clip đó. Ha. À, Sony Error nó nhạy là tại vì sao? Là bởi vì á, cái chỉ số Sony Error nó đang dùng á, nó là tỷ lệ vàng ấy. Nó là tỷ lệ vàng á, 34, 89. Không, nó là tỷ lệ vàng. Cho nên các bạn sẽ thấy là vừa rồi mình có viết sáng nay nè, mình có viết một cái bài bên channel 9 nói về cái trường phái harmonic của cái người sáng lập cái trường phái đó. Nhưng cái kết viên mãn đó thì mình không có viết ra. Mình không viết ra, mình cũng tôn trọng cái ông cổ của cái nghề của cái ngành của cái trường phái harmonic đó. Thực tế hai anh em nhà harmonic á trước năm 90 á, họ đã sáng lập ra cái trường phái đó. Và họ đánh họ, tỷ lệ thắng của họ lên đến 87%, thậm chí trên 90%. Và họ lúc đó họ không hiểu luôn á. Họ không hiểu vì sao. Họ không hiểu vì sao là tỷ lệ thắng cao như vậy. Nhưng thật ra là do họ áp dụng vào tỷ lệ vàng mà, đưa tỷ lệ vàng vào. Cái cách của họ đánh là họ áp dụng hai hay nhiều tỷ lệ vàng, hai hay nhiều Fibonacci tỷ lệ vàng vào. Thì lúc đó đường giá nó đi trùng với những cái đó. Cho nên họ cũng chả hiểu vì sao. Và họ, do họ là họa sĩ mà. Họa sĩ thì các anh em biết, ví dụ như các anh em làm bên chụp hình, các anh em sẽ biết là cái tỷ lệ vàng đúng không? Kiến trúc sư cũng như vậy, tỷ lệ vàng. Đúng không? Đấy. Đó. Bên kiến trúc sư các bạn sẽ biết là tỷ lệ vàng, cho nên cái tỷ lệ vàng rất là lợi hại. Và khi mà đưa cái tỷ lệ vàng này vào đường giá rồi thì họ thành công. Nhưng có những lúc á, nhưng cuối cùng các bạn biết không? Cái người mà sáng lập cái trường phái đó vào năm 1990, thậm chí họ thành lập ra trang web luôn, trang web harmonictrader.com, và rất là nhiều cái người vào đó tìm hiểu và học. Nó lúc đó trang web đó là viết về cái trường pháp, viết về cái phương pháp giao dịch đó, có bán sách ha, rồi nhiều thứ lắm. Nhưng cuối cùng là cái phần kết thì cũng không có viết lại bên cái risk trading, là thực tế là hai anh em nhà harmonic đó cuối cùng họ tự sát và chết. Một trong hai người đó là một người treo cổ, chết vì nợ nần nha, chết vì nợ nần chứ không chết vì gì cả. Có nghĩa là cái người mà sáng lập ra cái trường phái giao dịch đó và thành công rồi cũng chết thảm. Rồi Jesse Livermore, các bạn thấy không? Cũng có cái kết bi thảm là tự sát. Rồi gì nữa? Sói già Phú Vơ đấy, John C. Maxwell đấy đúng không? Sói già Phú Vơ, à, Jordan Belfort nha. Jordan Belfort, sói già Phú Vơ thì cũng hơi thảm. Bây giờ thì không có chết, bây giờ cũng còn sống. Bây giờ ông chuyển qua, ông biết sách, ông bán sách. Nhưng mà sau đó ông bị, trước đó ông thành công, sau đó ông bị một cái bị chính quyền chính phủ Mỹ xử lý, rồi cấm tuyệt đối không được giao dịch tài chính luôn, rồi đó luôn, suốt đời luôn đó nha, cấm tuyệt đối suốt đời không được tham gia vào thị trường tài chính luôn. Cho nên ông chuyển sang là đầu tư, ông chuyển sang là bán sách các kiểu, ok chưa? Em tưởng chỉ đó là phim không đâu nha, nó là thật đấy, không, nó là phim đó, nó dựng lại cái câu chuyện thật, là có thật nha. Câu chuyện có thật của sói già Phú Vơ, câu chuyện có thật. Đây chưa? Đấy. Rồi một lát chúng ta học cái phần giải phóng tâm lý này luôn, chúng ta cũng sẽ lý giải được luôn tại sao những cái người thành công, rất thành công ở phương Tây, họ đều chết rất thê thảm, họ đều có một cái kết không đẹp. Đó. Thì trong 3 buổi học về giải phóng tâm lý này chúng ta sẽ có câu trả lời đó luôn. Có câu trả lời, để có câu trả lời đó rồi thì lúc đó các bạn sẽ định hướng được cái tương lai của các bạn. Rất nhiều người ta bị hỏng ở phần này, họ không định hướng được, và một thời gian sau họ có tiền và rất nhiều tiền, mà cuối cùng họ đều đi vào một cái kết nó không có viên mãn lắm ha. Rồi để xem có câu hỏi nào nữa là mình giải đáp cho anh em ha. Hình như có ép cộng đồng học thầy hay sao á, em thấy hai bên xe y chang nhau. Các bạn biết không, thật ra cũng không phải gọi là học ai cả đâu. Group channel học viên, các bạn biết bây giờ channel học viên là bao nhiêu người chưa? 779 người.
Tôi không nói đùa đây nè các bạn thấy không, channel học viên đang là 779 người, dự kiến một hiện giờ một tháng như vậy á là không dưới 30 bạn vào đều 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 luôn á, cho nên dự kiến là chắc vài tháng nữa thì nó sẽ vượt lên, tháng sau nó đã vượt lên là 800 rồi, thì có thể là trước năm 2022 sẽ lên ngàn á. Thì các bạn biết không, ở bên nhóm học viên thì mình cũng cởi mở luôn, mình cũng nói thẳng thắn luôn là có trong nhóm học viên chúng ta thì anh em như một nhà, và mình không có quan tâm các anh em đang đặt viên chỗ nào cả đấy, anh em quý mình, anh em tôn trọng mình thì mình tôn trọng anh em như các bạn thôi. Cho nên ở trong nhóm học viên á có rất là nhiều là nhất rất là nhiều anh chị em hiện đang đặt viên lớn luôn ở những cái kênh khác, thậm chí có những cái kênh lớn hơn cả Ricky Trading luôn, họ có nói thẳng với mình luôn mà. Thì mục tiêu họ, mục đích của họ, họ vào là họ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, học hỏi kiến thức thôi, chỉ như vậy thôi, nên cũng thoải mái không gì cả đâu. Cho nên các bạn sẽ có thể là các bạn sau này các bạn sẽ thấy là sẽ có rất rất nhiều những cái kiến thức từ trong những cái mình đã nói trước đó, thì có gì đâu, giống như tôi cũng đi học của người khác thôi đúng không, tôi cũng học từ Charlie Dow, học từ Nelson Elliot, học từ gì nữa, Richard Wiskoff, đọc sách này sách nọ. Thực tế á, kiến thức nó không có phải của thằng nào đó, nó không phải của cha con nào đó, hiểu không ạ? Nó là kiến thức là của vũ trụ đúng không, nói theo kiểu tâm linh nó là như vậy, nó chỉ có một, còn cái vấn đề là chúng ta vận dụng nó như thế nào, chúng ta học rồi chúng ta làm gì là chuyện của chúng ta, tùy các bạn, hiểu không? Chứ tất cả những kiến thức này tôi khẳng định các bạn luôn, không phải là của riêng Ricky Trading, hiểu chưa? Cho nên sẽ chúng ta nhìn một cái góc độ nó thoải mái như vậy, đừng có giữ trong người, các bạn càng giữ bên người các bạn càng mệt, càng nặng đầu, hiểu chưa? Kiến thức nó chỉ có một, và tôi chắc các bạn 100% luôn, sau này tương lai sẽ còn nhiều admin họ những thế hệ sau từ trong nhóm học viên ra và họ hơn tôi luôn đó. Tại vì sao? Họ có những cái tôi có, trong nhóm học viên họ rất là nhiều kiến thức, họ có những cái tôi có nhưng tôi không có những cái họ có, tôi không có cái góc nhìn trải nghiệm của những cái mà họ đang có, ok chưa? Còn những cái kiến thức thì tôi hầu như tôi chia sẻ hết cho anh em học viên nhiều dần hết rồi, và sau này học vừa rồi học vĩ mô nè, sắp tới học nhân ứng học nè, học bất động sản cơ bản và pháp lý nè, học rất nhiều thứ, thì có rõ ràng là họ sẽ có những cái tôi có đó. Cho nên nói để các anh em mình hiểu, sau này có gặp như vậy thì có nhiều ông vui lắm, có nhiều ông trên trời dưới đất lắm, tự nhiên cái gặp ông này nói như vậy, ông kia nói lại nhận ra, à thì ra ông này bên Ricky Trading đã nói rồi, xong rồi đi ném đá người ta, đi bóc phốt người ta gì đó vân vân, mày nó nói chả có liên quan luôn á, chả có liên quan luôn á. Ví dụ như tôi chủ nhà cũng lên tiếng thôi, mấy ông lên tiếng làm gì, đúng không? Bên phim kiếm hiệp nó có một câu nó nói là hoàng thượng không lên tiếng thôi, mấy anh thái giám lên làm gì, lên tiếng làm gì, đúng không? Đó, cho nên nó vui cho nhớ, cho anh em thoải mái thôi, cũng chả có gì. Chứ trong nhóm học viên nhiều lắm, tôi biết là có nhiều anh em ở những cái kênh khác mà, thì chỗ nào hay thì họ vào, họ tiếp thu, họ nghe, họ hỏi, họ về họ phát triển kênh họ thôi, bình thường tôi thoải mái lắm. Anh ơi, có dấu hiệu nhận biết khi nào biết rung lắc để tạo thanh khoản khiêu hai đầu hay không? Có một cách duy nhất, không có cách nào khác. Sau khi bao nhiêu năm tôi tìm hiểu trong thị trường này, tôi nghĩ chỉ có một cách duy nhất là bạn phải học nắm vững được quý cọt VSA. Trước đây có những cái cách nhưng tôi thấy là đều có tỷ lệ xác suất fail khá cao, fail khá cao, không có là không xác định được. Nhưng chỉ có quý cọt VSA trả lời được những cái câu chuyện đó và biết trước được. Cho nên các bạn đánh, các bạn sẽ thấy là có những cái nhịp mà, ví dụ như đây các bạn thấy không? Tôi cho sale đây, tôi cho lệnh chờ sale đây, khớp mẹ nó ngay đỉnh luôn, đúng không? Hoặc là những đường mà tôi kêu anh em chốt, hoặc là nó chốt xong quay đầu, nó có cái lý do cả. Đã học cả xu hướng của CMT, DaVinci và Sony R thì Sony R nhạy hơn, chạy trước hơn, đúng rồi. DaVinci thì có cái học viện gì đó, thì tôi thấy ở trên cộng đồng cũng có khá nhiều người tham gia cái đó, nhưng mà theo tôi được thấy là không có hiệu quả thật sự. Còn các bạn học, các bạn cảm nhận như thế nào tôi không biết, nhưng tôi có được một số anh em học viên đó, họ chia sẻ lại đó, thì đó là như vậy. Đấy, còn bản thân các bạn cứ tự trải nghiệm thôi. Để xem còn câu hỏi nào để mình giải đáp cho anh em nè.
Thầy ơi, lần trước Fed tăng 0.75 lãi suất đúng như kỳ vọng của nhà đầu tư thì BTC tăng. Đợt tới nếu cũng tăng 0.75 thì chắc BTC lại tăng. Chưa chắc, chưa chắc. Chúng ta phải coi cái các bạn đang hiểu nhầm là BTC tăng hay giảm. Đang hiểu một chiều á, là BTC tăng hay giảm là do lãi suất nữa. Đúng không? Đúng không? Các bạn nói như vậy, các bạn có phải đang suy nghĩ là BTC tăng hay giảm là do lãi suất không? Được ra không? Lãi suất nó chỉ là một phần. Cái vấn đề là cái bối cảnh nó thời điểm đó đó. Cái vấn đề là bối cảnh nó thời điểm đó là thị trường nó như thế nào, nó đang hoảng loạn hay là đang hưng phấn hay đang tham lam. Vấn đề nằm ở đó. Cho nên đừng có đặt gọi là đừng có nghĩ một chiều là cái lãi suất như vậy là tăng hay giảm, chưa chắc nha. Chúng ta đã từng chứng kiến rất nhiều nhiều lần là các bạn thấy BTC nó lên xuống hay gì đó các kiểu, lãi suất công bố xong rồi BTC nó cũng bình chân như vậy mà nó còn tăng lại. Để xem một câu hỏi nào nè. Ok, cũng tương đối rồi. Có phải bọn nó làm như vậy để hợp thức hóa bơm xả hay không? Cũng là một phần thôi. Nó có là một phần như vậy. Hãy cho em hỏi chiến lược 2. Mình xem xu hướng khung đánh kết hợp 4 giờ rồi đo Fibo khung đánh đúng không? Hoặc là chiến lược 2. Đọc lại chiến lược 2. Bạn đang hỏi những cái mà chiến lược 2 nó đang viết rõ ràng cho nó luôn á. Yêu cả bà cả mấy anh em hỏi những cái mà nó không có trong trong chia sẻ hay gì đó mình sẽ nói, còn hỏi trong những cái mà giống như một cái người mà chưa đọc chiến lược 2 đi hỏi chiến lược 2 thì cũng trả lời làm cái gì, đúng không? Có một bạn nói một câu rất hay, cực kỳ hay. Kiến thức học được chứ khí chất thì không học được. Đúng. Cái khí chất mỗi người nó rất là khác. Một câu nói rất, bạn này nói chắc có đánh giá rất cao, câu nói đó có trình độ. Rồi để xem có câu hỏi nào nữa này mình giải đáp cho anh em ha. S nói giữa tương quan DSI với nền kinh tế và chứng khoán một chút đi. DSI cực kỳ đơn giản. DSI là các bạn biết nó là cái gì không? Nó là chỉ số sức mạnh của đồng đô la. Ok chưa? Mà đồng đô la là mẫu số chung của mọi thứ trên thế giới. Bạn so sánh cái đồng Việt Nam, đồng bạc Thái hay bất kỳ đồng gì nó cũng lấy cái mẫu số chung là đồng đô la, đúng không? Vàng cũng lấy mẫu số chung là đồng đô la đó, đúng không? Bao nhiêu ao vàng, đúng không? Bao nhiêu đô trên một ao vàng, vàng nó cũng lấy mẫu số chung là đồng đô la, đúng không? Ví dụ tỷ giá Việt Nam đang là 23 chấm mấy đi, thì 23 mấy đó chính là gì? Việt Nam là 23 mấy là tiền Việt Nam so với bao nhiêu tiền đô cố định. Cho nên các bạn hỏi cái mối tương quan với DSI thì tôi chỉ trả lời đơn giản là DSI là chỉ số sức mạnh, nó giá trị sức mạnh của thằng đô la, và đô la là mẫu số chung của tất cả thanh khoản rất lớn toàn cầu, chỉ có như vậy thôi. Rồi, ok. Theo thầy mình nên gom spot BTC từ ở mức giá cao nào? Ok, cái đó có báo bên channel á. Còn anh em học viên thì cũng có được báo trước cái vùng rồi. Thầy có đánh giá chung gì mấy ông sắt trên chương trình sắt ăn hay không? Tôi cũng không được đèo như ổng cho nên tôi cũng không dám đánh giá gì nhiều. Nhưng mà cô chỉ chốt gọn câu thôi. Việt Nam, à không phải Việt Nam, mà là hầu như những cái người mà đầu tư hay làm cái gì đó, Phương Hương may, cô chỉ chốt ngắn gọn câu. Làm thì ít mà ăn thì nhiều. Ok chưa? Hết rồi. Hồi cái bạn coi thử đi. Tất cả những thằng mà huy động vốn kêu này nọ đó, bao nhiêu tiền nó kêu huy động vốn để nó làm đúng cái việc mà nó huy động vốn lần thứ như ban đầu. Cho nên ông Sắc Bình ông nói một cái câu hôm qua cô có coi cái phần 13, ông nói một cái câu rất là hay. Ông nói là ông làm cái ông vào trong thị trường tài chính này hơn 20 năm và ông đã chứng kiến rất là nhiều startup gọi vốn và vẽ rất là đẹp, cuối cùng thất bại hoàn toàn, không giống như những cái mà kế hoạch họ đưa ra họ làm. Họ đưa ra họ cam họ làm nhưng mà họ không họ họ cam kết nhưng mà họ không có làm. Ví dụ họ vẽ một cái lộ trình rất là đẹp, xong rồi start bơm tiền vào xong mình có làm được con mẹ gì đâu. Dự kiến là trong năm nay sẽ bao nhiêu phần trăm tăng 100% doanh thu gì đó, không làm nào là được hết á.
Cho nên cô mới nói tóm gọn một câu là làm thì nhiều mà bà mẹ nó ăn thì ít. Chẳng qua là hút tiền lấy chỗ này lắp chỗ khác hết rồi. Trong khi trường tài chính tôi thấy rất nhiều. Nhà nó có 10 cái lu nước mà nó chỉ có 9 cái nắp à. Nó chỉ có 9 cái nắp à. Nó đẩy cái chỗ này thì nó khuyết chỗ kia. Nó muốn đẩy chỗ kia đúng không? Thì nó phải lấy cái nắp chỗ này nó đẩy chỗ kia lại thì nó khuyết chỗ này. Cứ như vậy á. Trường tài chính như vậy. Khi các bạn hiểu về dòng tiền rồi các bạn sẽ thấy cái câu chuyện này rất là thường, rất là thường. À. Rồi. Ok. Đàn tí nha. Có bạn chưa vào được. Rồi anh em có câu hỏi cứ viết ra nha để mình gửi link cho bạn này vào nữa, có một số bạn chưa vào được. Rồi chắc cũng cơn đói rồi ha. Các bạn nói, các bạn hỏi là nhiều khi chạc DSI tăng thì VKC giảm, nhưng có những cái lúc hai chạc này tăng một chiều thì giải thích hộ em. Bây giờ như vậy anh sẽ giải thích một cách bình dân học vụ như thế này. Em đi làm á, em đi làm lương 10 triệu đúng không? Em đi làm mỗi tháng lương 10 triệu. 10 triệu là lương cứng, xong rồi em sẽ có thưởng nữa 5 triệu, 7 triệu gì đó. Thì thu nhập của em một tháng như vậy á là tầm khoảng 15 triệu. Ok chưa? Vậy nếu bình thường em đi làm mà em không có doanh số bán hàng thì em chỉ nhận lương có 10 triệu thôi. Đúng không? Tại vì thu nhập của em giảm. Cái mức lương cả tháng của em giảm từ 17, 15, 17 xuống còn 10 triệu thì mức lương của em giảm. Ok chưa? Nhưng có những cái tháng mà em bán được doanh số, em công ty trả lương cho em 5 triệu, 7 triệu thì thu nhập của em tăng. Ok chưa? Vậy khi mỗi tháng như vậy thì mặc định là chỉ cần em bán được doanh số tốt, thu nhập của em nó tăng, công ty trả lương nhiều thì thu nhập của em tăng. Ok chưa? Đúng không? Nhưng thực tế trong cuộc sống á, em không, chúng ta không phải là dựa vào một cái nguồn nguồn thu nhập chính là đi làm. Đúng không? Có những tháng chúng ta nhận được 15 triệu, 17 triệu, chúng ta thấy chúng ta rất là vui sướng, chúng ta mua này mua nọ. Nhưng có những tháng chúng ta chỉ được có 10 triệu, thu nhập chúng ta giảm. Nhưng chúng ta có nhà cho thuê, chúng ta có những cái khác nữa. Thì vậy thì có những cái tháng mà chúng ta chỉ có 10 triệu thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn sống rất là thoải mái. Chúng ta chơi coi nè, chúng ta chơi BO nè, đúng không? Chúng ta ăn mấy chục triệu nè, đó. Chúng ta vẫn rất là thoải mái. Ok chưa? Vậy cái câu chuyện giữa DSI và BKC á, DSI là USD, nó là chỉ số sức mạnh của USD. BKC, các bạn để ý, BKC là BKC trên USD. Cho nên nó vẫn dùng cái mẫu số chung của USD. Ok chưa? Vậy thì USD, nó, cái sức mạnh của USD nó có sức mạnh, nó tác động tới thằng BKC. Hiểu chưa? Nó có cái sức mạnh để nó kéo BKC xuống hoặc kéo BKC lên, nó có. Nhưng cái lúc mà thằng BKC đứng yên cho nó kéo á, thì nó kéo lên, BKC lên. Nó kéo xuống, BKC xuống. Nhưng cái lúc mà nó kéo BKC xuống á, mà thằng BKC không chịu đứng yên cho nó kéo á, mà có cái lực nào đó hay có cái tin nào đó hay có cái gì đó mà dòng tiền đổ vào á, BKC không chịu cho nó kéo, BKC đi lên. Đi lên, nếu như cái lực của BKC đi lên mà nó thắng được cái lực của DSI á, lực kéo của DSI á, có thể lúc đó vàng sẽ mặc lời, chứng khoán sẽ mặc lời đó, nhưng BKC nó vẫn thắng là do BKC nó có một cái lực nào đó khác. Nguyên tắc là tự số và mẫu số, hiểu chưa? BTC trên USD, DSI chính là sức mạnh USD. Vậy DSI nó chỉ tác động vào cái mẫu số thôi, còn cặp phân số đó muốn tăng hay giảm nó còn thằng tự số nữa. Hiểu chưa? Hiểu đơn giản như vậy ấy. Nè, như quay lại lớp 1 nha. 2 trên 4 cặp phân số 2 trên 4. Cặp phân số 2 phần tư. Vậy theo các bạn 2 phần tư này là 0.5, đúng chưa? 0.50. Tại cặp phân số này tăng là khi nào?
khi nào cặp phân số này con? Khi mẫu số nó giảm, đúng không? 2/4 là 0.5, mẫu số nó giảm tức là gì? Lúc này là 2/3, 2/3 là gì? Là 0.75, đúng không? Ở 0.5, 0.75 là con, bây giờ thì mẫu nó giảm là cặp phân số này nó cân à, đúng không? Vậy thì nếu như mà bây giờ mẫu nó cân, mẫu nó cân, bây giờ thằng này số 4, nó không chịu, số 4 là số 5, lúc đó thằng này là 2/5. 2/5 là bao nhiêu các bạn? 2/5 là bao nhiêu? Không tới 50%, đúng không? Lúc đó là cặp phân số này nó giảm. Ở đây là 2/4 là 0.5, bây giờ là 2/5 nó dưới cả 0.5, đúng không? Cặp phân số này nó giảm, ok chưa? Vậy nếu như mà chỉ số sức mạnh của đồng đô la mà nó tăng là mẫu nó tăng thì cặp phân số này nó giảm. Bây giờ là 2/5 nè, nhưng các bạn thấy không? Đúng, mẫu số nó tăng, nó kéo phân số này nó giảm, nhưng bây giờ thằng tử số này nó đâu có chịu ngồi yên đâu, nó tăng luôn. Thằng này nhích lên 2 điểm đúng không? Nhích lên điểm 4 lên 5 đúng không? Thằng này sao? Thằng này lên 3. Thằng này lên 3 lúc đó là 3/5. Các bạn lấy máy tính, các bạn bấm 3/5 thử là bao nhiêu phần trăm. Ở đây 2/5 đã là 50%, rồi 3/5 này chắc chắn hơn 50%. Vậy nếu như mà thằng này nó nhích, nó lên một bước, mà thằng này nó nhảy lên thêm một bước luôn, thì cặp phân số này chưa chắc nó giảm mà nó ăn. Mà nó lại ăn. Hiểu chưa? Đó là cái bình dương học vụ nhất mà học một lần tôi đã nhớ 80 năm luôn. 10 năm sau tôi kêu các bạn giải thích lại trường hợp này, có tin các bạn vẫn sẽ nhớ. Tôi kêu các bạn quên, các bạn cũng sẽ không quên được. Đây là cái cách học gốc của vấn đề dễ hiểu nhất. Ok cho. Rồi. Em tìm hiểu thì mọi loại tiền fiat trong lịch sử đều sụp đổ. Thế theo thầy đô la có chung số phận không và thế giới dùng vàng hay bitcoin? Cái thế hệ vừa rồi chúng ta học cái phần kinh tế vĩ mô, phần cái buổi đầu á, có học về cái phần lịch sử tiền tệ đó, thì chúng ta đã học sáu cái thế hệ tiền tệ rồi, cái thế hệ 7 thế hệ tiền tệ rồi, bây giờ đang là thứ 7 nè. Cái thế hệ thứ 8 á, chắc chắn các bạn 1000% luôn, nó sẽ là điện tử, nó sẽ là crypto, nó sẽ là cái gì đó, và cơ chế xóa tiền mặt, xóa bỏ cái cơ chế dùng tiền mặt. Nhưng xóa bỏ cái cơ chế dùng tiền mặt không có nghĩa là xóa bỏ đồng đô la, chúng ta đang hiểu nhầm, là xóa bỏ cái cơ chế dùng tiền mặt là đồng đô la, hiểu không? Đồng đô la nó có thể nó biến thể sang một cái dạng khác. Ví dụ như các bạn thấy cái đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc đó, đồng tiền nhân dân tệ Trung Quốc có đâu ai xóa sổ nó đâu, không hề có người ta xóa sổ nó. Nó chỉ chuyển sang tiền, nó chuyển từ tiền vật lý, tiền giấy, tiền đồng xu, tiền gì đó, nó chuyển sang thành tiền trên điện thoại. Các bạn đi Trung Quốc các bạn sẽ thấy là nó bắn tiền qua lại bằng WeChat, bằng Zalo hay gì, bằng những cái gì pay, Alipay, đúng không? Không còn, hầu như là rất là ít thấy tiền giấy, chỉ có người du lịch mới đi dùng tiền giấy, như Trung Quốc là nó dùng tiền online hết rồi. Thì thế hệ thứ 7, thế hệ thứ 7 nó sẽ là như vậy đó. Thế hệ tương lai, tiền tương lai chắc chắn. Tại vì cái câu chuyện mà dùng tiền online đó, nó khi mà Trung Quốc nó thay đổi cái việc mà dùng tiền online đó, nó rút ngắn thời gian, nó rút ngắn thời gian, tiền bạc, công sức, rất là nhiều thứ. Và các bạn biết, từ khi mà ông Tập Cận Bình ông làm cơ chế đó rồi, thì cái GDP của Trung Quốc nó nhảy một phát lên 3%. Mà các bạn biết GDP Trung Quốc nó nhảy 3% rất là lớn, nỗ lực của nó rất là nhiều, nó cũng chỉ được khoảng 1-2% thôi, mà nó từ lúc nó thay đổi cái cơ chế, nó bật một cái lên 3%, hiểu chưa? Cho nên đó là một cái xu hướng chung chắc chắn không. Còn đồng đô la nó sẽ phải thay đổi, nhưng cái vấn đề ở đây là nó đang, chính vì do nó, các bạn dùng, do cái sự thanh khoản của nó đang toàn cầu, muốn thay đổi nó người ta phải có một cái gì đó chắc chắn. Nó cũng giống như cái việc mà các bạn đang xây một cái tòa nhà khổng lồ, các bạn muốn di dời nó, các bạn phải tính toán rất là kỹ. Còn nếu mà các bạn xây một cái túp liều chanh á, các bạn muốn di dời nó, các bạn không cần tính toán kỹ, thậm chí đập mẹ nó luôn đi, đập sập nó luôn, làm mới chỗ khác. Bây giờ tôi nói ngắn gọn thì chắc hề hiểu mà, đúng không? Đấy. Ừ, đúng rồi, các bạn nói là bất kỳ cái gì nó cũng sẽ đi qua cái quá trình thành trường hoại diệt, thành trường hoại không, nó đi thế đó. Ok. Các bạn hỏi câu vui lắm anh ơi, cho em hỏi Trung Quốc đánh Đài Loan hay không, hay nó chỉ dọa thôi, em chuẩn bị đi đài, em đi với lại đi qua đó làm gì vậy? Bây giờ chiến sự đang căng thẳng bên đó, em đi qua đó
Xem không qua bên Ukraine đi, em qua bên đó làm chi vậy, nguy hiểm lắm. Em lấy chồng bển nữa hả? Việt Nam còn nhiều anh trader tốt mà, em lấy chồng bển làm gì? Nếu được thì hạn chế, đừng nên qua đó. Không, cái việc là cô nói các bạn á, cái câu chuyện mà Trung Quốc nó tấn công Đài Loan là chắc chắn 100%, nhưng trước năm 2022 là không. Nó đánh nó sẽ nó có tấn công sẽ là sau 2022. Ok chưa? Tại vì tháng 11, 12 này là đại hội đảng rất lớn bên đó, nó sẽ không muốn có cái gì đó biến động. Đó. Chắc chắn, và nó phải làm việc đó trước khi ông Biden ông xuống ghế. Đó. Đó, đơn giản vậy. Cô chưa nói đến câu chuyện là Trung Quốc lấy lại đang nha. Cô chỉ nói hai bên xung đột với nhau thôi là coi như chắc chắn đấy. Còn câu chuyện có lấy được hay không thì hạ hồi phân giải chúng ta sẽ phân tích sau, phân tích những cái khác nữa. Ok chưa? Chứ còn xung đột thì sẽ có. Nếu được thì đừng có dại dột mà đâm đầu vô những cái nơi mà nó đang có chiến sự, đúng không? Thay vì đi đi Đài Loan, bạn thử đi Ukraine đi. Ukraine bên đó đang khá khá ok, vì qua bên đó lượm lượm vỏ đạn á về bán cũng nhiều tiền lắm đó. Ngon cả trade nữa, ngon. Mấy anh em trade mỗi ngày trade bắn tỉa mệt mỏi tay thế bà luôn, qua bên đó lượm thôi, lượm vỏ đạn thôi. Ok chưa? Đấy rồi, ok ha, chúng ta bắt đầu ha. Chúng ta quay lại cái nội dung chính hôm nay, trả lời câu hỏi sơ các anh em. Rồi hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái phần tổng quan, một cái phần tổng quan mới hoàn toàn cho mọi người. Phần này thì có thể là mấy anh em chơi đây chuyên nghiệp rồi, mấy anh em giỏi rồi đó, một số anh chị em giỏi rồi thì nghe có thể là nó buồn ngủ đó, nghe có thể nó không hay. Nhưng những người mới là mình nghĩ họ sẽ rất là cần cái buổi như vậy ha. Đầu tiên đó, với các bạn mới, các bạn phải phân biệt được thế nào là spot, thế nào là margin cái đã. Ok chưa? Thì hai thị trường nó khác nhau hoàn toàn, hai thị trường nó khác nhau hoàn toàn. Margin và spot á, nó khác biệt rất là xa. Từ thời xa xưa á, các bạn biết khi mà chỉ có giao thương hàng hóa với nhau thôi, giao thương hàng hóa lúc đó chưa có tiền tệ thì người ta lấy sản phẩm, người ta đổi sản phẩm với nhau. Sau đó chính phủ thấy khó khăn quá, chính phủ mới ra một cái mẫu số chung là đồng tiền. Ok chưa? Thì tất cả sản phẩm quy ra thành tiền, và bắt đầu người dân muốn trao đổi với nhau, người ta chỉ cần cầm tiền để trao đổi thôi thay vì cầm sản phẩm, đúng không? Ví dụ như cái ông tôi làm, tôi trồng rau đi, tôi trồng rau tôi muốn đổi gạo thì tôi lấy rau tôi đem ông bán gạo, tôi đổi gạo về. Một ngày đẹp trời ông bán gạo, ông nói bây giờ nhà tao nhiều rau quá, tao không cần nữa, bây giờ tao cần quần áo, mà lấy rau mày đi đổi quần áo đi, rồi lấy quần áo về đổi gạo với tao. Lúc đó sẽ là rất là bất tiện, vậy thì đổi sang tiền là xong hết, chính phủ đã làm việc đó. Vậy thì từ cái việc mà làm việc đó, nó hình thành một cái môi trường là bắt đầu giao thương với nhau, đúng không? Thì lúc đó nó hình thành thêm cái là cái chợ. Lúc đó sẽ nó hợp thành một cái chợ như vậy. Lúc đó có nhiều người, người ta đem hàng hóa của người ta vào, người ta ngồi ở đây, người ta giao dịch buôn bán, người ta trao đổi, người ta cần trao đổi đấy. Thì anh bán rau thì sẽ có người bán rau, đúng không? Anh bán gạo sẽ có người bán gạo tốt hơn anh có một mẫu anh trồng trái, anh có một một mẫu vườn anh trồng trái cây thì có người ta có hai ba mẫu vườn nhiều hơn anh phải trồng, nó cạnh tranh giá với anh là bình thường. Cho nên mới có câu chuyện là họp chợ, cho nên nó hình thành một cái họp chợ. Lúc đó những cái người mà người ta buôn bán, người ta cần bán, người ta vô trong đây, cái người mà cần mua, người ta cũng vô trong đây luôn. Ok chưa? Người vô trong đây để làm gì? Người ta vô trong đây để người ta tìm cái giá tốt, để tìm cái giá tốt. Và cái người mà không có giá gốc được nhìn sẽ bị loại. Cho nên hình thành cái chợ này á, dần dần nó gọi là cái sàn, đúng không? Nó là cái sàn, thằng mở chợ này là nó mở cái sàn ra để nó giải quyết giữa nhu cầu và người mua người bán gặp với nhau đấy. Đây là hình thành cái chợ, và những cái người này giao dịch với nhau gọi là spot exchange, gọi là giao dịch hàng hóa, tiền trao cháo múc, đúng không? Muốn lấy hàng có tiền vậy thôi, hợp giá là bán, đúng không? Từ cái việc giao dịch như vậy nè, một cái giao dịch gọi là nguyên thủy như vậy nè, giao dịch cơ bản như vậy, bắt đầu á nó hình thành ra gạo thì nó có đường giá của gạo, rau có đường giá của rau, đậu tương có đường giá của đậu tương, đúng không? Nó hình thành đường giá dần dần ở đây, giao dịch lâu rồi, bắt đầu trong đây có những cái thành phần gọi là lão luyện, những con sói gọi là sống lâu trong thị trường này rồi. Bây giờ nó nghĩ đến cái cách như nè, nó nghĩ bây giờ nó giao dịch trong đây lâu rồi, nó biết mà, nó sẽ biết trước được giá gạo này, giá đồng ương sẽ tăng hay giảm luôn. Nó nghĩ đến cái câu chuyện nó sẽ trục lợi làm sao bây giờ, trục lợi trên đó kiếm được nhiều tiền hơn nữa, thay vì cứ ngồi buôn bán vậy
bỏ vốn ra buôn bán bạn làm sao để có thể kiếm được nhiều tiền. Ok chưa? Và thì lúc đó những khi cái chợ này hình thành, tự nhiên nó hình thành là có 20 quy luật, có 20 các bạn học rồi đúng không? Trong một cái tập thể các bạn tự động một thời gian sau nó lòi ra 20% ưu tú. 20% ưu tú này nó sẽ nắm giữ 80% tài sản của mấy thằng trước đó. Thì lúc đó nó lòi ra 20% ưu tú này á, nó 20% này nó mới nghĩ cách nó lấy 80% tài sản còn lại. Nó có kinh nghiệm, nó có kiến thức, nó có đủ thứ trong đây hết, bắt đầu nó mới nghĩ cách nó bây giờ. Tao biết giá gạo chuẩn bị giảm. Giá gạo tao biết trước luôn chuẩn bị giảm, kinh nghiệm bao nhiêu năm tao biết chuẩn bị giảm. Bây giờ nếu mà tao mua một tấn á, xong nó giảm, các bạn bây giờ có 1 tấn tao bán ra, xong rồi nó giảm á, thì lời không có nhiêu hết. Bây giờ tao ra đây tao mượn cái ngân hàng. À, tao ra đây tao mượn của băng. Tao ra tao mượn của ngân hàng. Ok chưa? Băng nè. Lúc đó này nó ra nó gặp ngân hàng nó nói bây giờ tao có một cái khoản đầu tư tao cần mày giúp tao. Ok chưa? Bây giờ tao có 100 triệu à. Tao mua được có 1 tấn hàng thôi và tao bán ra, tao chắc chắn tuần sau nó sẽ giảm 20%. Và 100 triệu tao sẽ lời được 2% trên đó. Nhưng bây giờ mày cho tao vay đi. Thằng ngân hàng nó nói ok, ý tưởng của mày hay á, mày có nhiều năm kinh nghiệm, tao thì có tiền thôi chứ không có điều kiện, nhà tao không có điều kiện gì hết ngoài tiền. Kiến thức thì không có, kinh nghiệm không có như mày, nhưng xui cái là mày không có tiền. Cho nên anh em mình gặp nhau là một cái lương duyên tiền định, tiền nó quyết định. Thì bây giờ tao hỗ trợ tiền cho mày, mày cần bao nhiêu tiền? À, cái thằng này nó mới nói bây giờ chơi lớn đi. Tao cần gấp 10 lần số này. Bây giờ một cõi tao nè, 1 tỷ tao nè, 100 triệu tao nè, 100 triệu tao không chơi đâu, không mua cái nhiêu đó. Bây giờ mày cho mình 900 triệu đi. Để con gom thành 1 tỷ. Thằng ngân hàng này nó nói ok, ý tưởng hay đó. Cái gì? Bây giờ tao bơm 900 triệu cho mày để thành lên 1 tỷ. Nhưng tiền tao bỏ vô nhiều hơn tao giữ, chứ tao không cho mày giữ đâu. Mày giữ rủi ro quá. Bây giờ tao giữ tiền, còn mày muốn mua muốn bán cái gì mày chỉ có nói tao thôi. Mày chỉ cần mày nói tao thôi. Tao làm cái việc đó cho mày luôn, mày chỉ có ra lệnh tao làm việc đó cho mày. Lúc đó thằng ngân hàng này nó đã tài trợ cho 9 phần, thằng này chỉ có 1 phần. Và ngân hàng nó giữ cái phạt khoản này luôn, nó giữ 10 phần luôn. Tại vì nó giữ tiền mà. Tiền nó bỏ nhiều, nó đâu có ngu dại, nó đưa tiền tôi khóc thật của nó cho một cái thằng trên trời không biết đâu đó. Nghe nó ngồi nó vẽ vời đưa tiền cho nó đúng không? Các bạn cũng như vậy mà đúng không? Nhưng nói như vậy thôi chứ có một số người ta sang lắm, người ta sẵn sàng đưa hết á. Người ta không biết mặt mũi người ta nào, người ta đưa hết tiền cho thiên hạ luôn. Có nhiều người sang cả ngân hàng luôn. Thì khi mà đưa như vậy lúc đó thằng này nó nói ok, tạm cho mày giữ. Bây giờ tao chỉ mày đi mua gạo. Lấy 1 tỷ đó đi mua gạo. Mua xong rồi bắt đầu gạo nó rớt. Mày bán ra, mày mua giá đó. Đến giá đó rớt, mày bán ra lời. Anh em mình chia. Ngân hàng nó nói ok. Vậy kèo này thành lập nhưng hợp đồng điều khoản rõ ràng. Bây giờ hợp đồng điều khoản rõ ràng, nếu giá nó đi đúng theo dự định của mày á, mày ăn được bao nhiêu tiền á, tao lấy trong đó khoảng 10% thôi trên lợi nhuận. Ok chưa? Nhưng nếu như mà tiền này tao bỏ ra mà sau một tuần giá nó không đi đến cái mức đó của mày á, mà kéo đến 2 tuần là tao phải tính phí á. Tao phải tính phí 2 tuần thay vì 1 tuần á, đúng không? Chứ tiền tao cho khác vay, tao lấy được tiền mà tao có cái lãi mà, tao phải tính phí. Rồi đi gì nữa? Nếu như giá nó không đi đúng như ý muốn của mày á, như dự định của mày mà nó không đi xuống mà nó đi lên, lúc đó mày lỗ đúng không? Lúc đó là cái khoản đầu tư của anh em mình bị lỗ, nhưng tao đang hùng 9 phần, mày hùng 1 phần à. Nếu cái khoản đầu tư đó mà nó lỗ hết 100 triệu của mày thì có bắt buộc tao chia tay với mày thôi, tao lấy lại 900 triệu của tao, cắt hợp đồng này coi như là mày sai rồi. Tại ban đầu mày nói là mày giỏi lắm, mày nhận định giỏi lắm, bây giờ cô mày chịu đi chứ, nhưng mà tao chỉ có tiền cái đầu tư cho mày thôi, đúng không? Vậy thì cái hợp đồng này nó gọi là margin đó, nó gọi là margin đòn bẩy đó, cho nên các bạn phân biệt rõ. Cơ bản margin là đi vay hết rồi, mà đi vay thì trong thiên hạ này không có thằng nào ngu như thằng nào đó. Không có thằng nào mà ngu như chúng ta mà đấy, không biết mặt mũi thằng nào hết, cầm cái lưỡi cũng đi cầm nữa, đúng không? Quăng tiền cho người ta không có cái gì đó để control, để nắm lại, quăng tiền cái một, nhưng ngân hàng nó không có. Đã đi vay ngân hàng luôn tính toán, nếu sai thì bạn chịu, lời thì cứ chia với bạn, nếu sai là bạn chịu. Ok chưa? Cho nên cơ bản nếu mà các bạn giao dịch trên thị trường margin future là đang vay. Mà đang vay thì các bạn thấy giữa cái bài toán giữa thằng banker và thằng player này thì thằng nào đang chịu rủi ro?
thằng nào đang chịu rủi ro? Rủi ro nằm hết ở thằng đi vay, đúng không? Rủi ro nằm hết ở thằng đi vay. Cho nên nếu mà bạn muốn đánh trên thị trường margin, trên thị trường future, trên cái thị trường gì đó cũng không cần biết, phái sinh ở chứng khoán nó gọi là phái sinh, nếu mà bạn muốn đánh bên 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 tiền tệ nó gọi là forex á, thì bạn muốn đánh bất cứ cái gì á, bắt buộc các bạn phải, cái người đó, cái người đi vay á luôn có rủi ro rất là cao, các bạn muốn thắng bắt buộc các bạn phải nắm chắc, rất là chắc các bạn mới dám chơi cái trò đó, đúng không? Đúng không? Mới dám đi đứng ra vay cái con này. Tại vì bạn không chắc được như vậy mà bạn đi vay như vậy là chết, tỷ lệ thua cực rất là cao, rủi ro bạn ôm hết. Hiểu chưa? Và đó là cái câu chuyện giữa cái thị trường spot và trend. Spot marine. Spot trend và marine future phái sinh gì đó. À, để anh em mình làm rõ cái việc đó. Chứ nếu không sau này các bạn cứ nghĩ là marine thì ngon, spot nhiều khi ông bà mấy ông đang ôm legacy spot các kiểu. Bây giờ lâu quá, âm nhiều quá thôi, em lấy tiền đó em nhảy vô em xe marine xuống em ôm mớ tiền. Đúng được đấy, với điều kiện là bạn phải phân tích chuẩn nha. Hai cái lệnh của cho anh em sell ở đây bây giờ đang xanh là bạn ngon rồi. Với điều kiện là bạn phân tích chuẩn. Ok chưa? Phải có năng lực, thực lực. Nếu không đừng đi vay. Ok chưa? Bây giờ chúng ta là hiểu về thị trường rồi đúng không? Hiểu về thị trường spot và marine đúng không? Rủi ro rất cao. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một cái giai đoạn nữa, một cái câu chuyện nữa là giai đoạn của các người mới vào trong thị trường này. Trong thị trường này á, những có hai cái giai đoạn. Trong thị trường tài chính này luôn xuất hiện hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn khổ cực, rất là cực. Giai đoạn đi tìm chén thánh. Tại vì không có người nào trời sinh ra là chơi tài chính giỏi. Không có người nào trời sinh ra là tài xế lái taxi giỏi. Đúng không? Không có người nào trời sinh ra là chữ giỏi, không có. Tất cả đều có một cái giai đoạn tích lũy. Hình dung chưa? Đó là mặc định. Phải có giai đoạn tích lũy. Đúng không? Một cái quả mà các bạn đang ăn mỗi ngày, các bạn đang ăn mỗi ngày nó các kiểu, nó không hình, nó không đơn giản là nó ra quả xoài hay quả lê cho các bạn ăn, nó phải có một cái giai đoạn tích lũy, tăng trưởng rồi chỗ quả, đều phải có giai đoạn đó. Ok chưa? Cho nên đối với trader, cái giai đoạn cực nhất tích lũy đó là cái giai đoạn đi tìm chén thánh. Cái giai đoạn đó các bạn có tiền, các bạn có thời gian, nhưng cái các bạn không có là chén thánh. Chén thánh là gì? Là một cái phương pháp giao dịch nào đó. Lúc đó giai đoạn đó là chúng ta có tiền, có tuổi thanh xuân, chúng ta cứ đi tìm cái phương pháp nào đó, nghe nhúp group này, nghe channel này, nghe kèo, nghe kênh này, nghe KOL này, nghe người này giỏi, đi học, học 20 triệu, 30 triệu, 100 triệu, học các kiểu. Đúng không? Giai đoạn đó đi học. Có nghĩa là có thể có tiền và có thời gian nhưng mà không có cái phương pháp giao dịch để tìm chứng khoán, giai đoạn đó rất là cực. Nhưng giai đoạn đó các bạn không bao giờ các bạn hack game mà các bạn bắt qua được cái giai đoạn đó. Bắt buộc phải trải qua giai đoạn đó. Tại sao phải nói như vậy? Nói để các bạn hiểu đó là cái giai đoạn tất yếu phải xảy ra. Đừng có cố gắng hack nó là bây giờ em tìm người nào giỏi em học một cái em giỏi, không có đâu các bạn. Học nó chỉ là một phần, còn bản chân đôi chân các bạn có đi hay không nữa. Hiểu chưa? Và cái giai đoạn là giai đoạn một đấy, giai đoạn mất tiền, mất thời gian đi tìm chén thánh. Cái giai đoạn hai là cái giai đoạn là chúng ta có được chén thánh rồi, nhưng thượng đế rất là biết an bài. Lúc đó chúng ta lại không có tiền, thậm chí chả có thời gian. Có nhiều người các bạn biết không, ở trong giới chứng khoán tôi bây giờ họ không có thời gian, họ đánh, họ không còn mặn mà để đánh trong thị trường tài chính này nữa, tại vì họ quá lớn tuổi rồi. Cái thời mà tôi đi làm nhân viên tư vấn cho bên sàn chứng khoán là lúc đó họ đã 30-40 tuổi rồi, bây giờ chơi gì nữa, thấy không? Mặc dù thậm chí họ đã có phương pháp giao dịch, họ có kinh nghiệm, bây giờ họ không còn tuổi thanh xuân để chơi, cũng chả còn mặn mà để chơi hơn thua với thiên hà, đúng không? Cho nên cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn tủi nhục không kém, là có phương pháp, có chén thánh nhưng mà lại không còn tiền để chơi, thậm chí không có thời gian để chơi. Thì cuộc đời trader nó gói gọn trong hai giai đoạn đó như vậy. Để đạt được cái giai đoạn thứ hai bắt buộc phải qua giai đoạn một. Có một số người may mắn không dính vô giai đoạn hai, đến giai đoạn hai họ vẫn còn tiền giao dịch. Tại sao? Là tại vì họ nhìn ra được hai giai đoạn này, họ được ngồi ở đây nghe, họ hiểu được hai giai đoạn này. Họ hiểu cái giai đoạn một là họ sẽ mất rất là nhiều thời gian và tiền bạc, cho nên họ cố gắng, họ biết được giai đoạn đó không đặt nặng vấn đề là đi kiếm tiền. Giai đoạn đó là giai đoạn mất tiền mà, giai đoạn mất tiền họ không đặt nặng cái giai đoạn kiếm tiền, mà họ đi tìm cái kinh nghiệm,
họ giảm thiểu cái rủi ro mất tiền. Để làm chi? Để cái lúc mà họ họ kinh qua cái giai đoạn đó, họ kinh qua cái giai đoạn 1 rồi á, là họ thay vì họ mất 1 tỷ thì họ chỉ mất khoảng 10 triệu. Hiểu không? Mất là phải có, nhưng họ mất ít hơn. Thì cái lúc mà họ họ đi cái giai đoạn 1 này xong á, họ có được giai đoạn 1 thì họ may mắn họ còn một khoản tiền. Thậm chí có người phải đi 5 năm, 10 năm nhưng họ gặp một cái đội nhớ, một cái người thầy giỏi họ kèm thì họ người đó có thể đi trong 6 tháng, thậm chí giỏi nữa thì 3 tháng. Hiểu chưa? Thì nếu như mà gặp đúng người dẫn dắt thì họ có thể rút ngắn được cái giai đoạn 1 từ thời gian đến tiền bạc. Họ qua cái đó rồi, bắt đầu họ đi luôn cái giai đoạn 2 thì lúc đó họ có chén thánh rồi, họ họ lại có tiền để họ đầu tư. Thì họ họ rút ngắn mấy mấy chục năm phấn đấu trong cái chuyện tài chính này. Ok chưa? Đó là hai cái giai đoạn của người mới vào. Rồi trong cái giai đoạn đó sẽ có cái tâm lý nữa. Bất kỳ những cái người mà bước chân vào cái chuyện tài chính này, hầu hết trước đó do nhìn thấy người khác kiếm được tiền quá dễ dàng. Có phải đó là cái lý do dẫn các bạn ngày hôm nay ngồi ở đây không? Dẫn các bạn ngày hôm nay ngồi chơi trên thị trường tài chính này không? Đúng không? Đúng không? Nhưng các bạn, anh em mình phải hiểu một điều. Cái mà các bạn đang nhìn thấy là cái quả ngọt của thằng khác nó đang ngồi nó hưởng. Chứ các bạn không nhìn thấy cái quá trình tích lũy của nó đâu. Đúng không? Các bạn không nhìn thấy được cái quá trình tích lũy và tăng trưởng của nó. Các bạn chỉ nhìn thấy được cái quả nó đang nhận thôi. Và hầu hết đám đông đang bị lầm tưởng cái quả đó thì thằng nào cũng ăn được, thằng nào cũng có được. Không đâu nha, không hề. Hôm nay tôi khẳng định với các bạn. Ok chưa? Tại vì sao? Những người mà các bạn thấy họ dạy, thậm chí như là cái level teacher như tôi dạy và bắn tỉa, market, xô lệnh các kiểu, không hề đơn giản. Họ đã trải qua rất nhiều, rất lâu và kinh nghiệm để đạt được nó như vậy. Bắt buộc các bạn phải trải qua hoặc có người kèm các bạn đi lên. Chứ không phải là đi mua một cái tài liệu nào đó, đăng ký một cái khóa học nào đó trong 3 ngày, 7 ngày offline, resort, không resort gì đó. Tôi cho bạn học 24/7 liên tục 7 ngày luôn, không ngủ luôn á. Học cỡ đó luôn á, resort các kiểu luôn á, nhưng bạn cũng không khá lên được. Đó là một cái khẳng định chắc nịch. Không kiếm chưa, bạn cũng không không giỏi như ông thầy. Hiểu gì các bạn biết không? Các bạn hiểu gì không? Giờ bay đúng. Cái đó chỉ là một cái phương pháp thôi, bạn chỉ mới học lý thuyết thôi. Thiếu thực chiến, thiếu giờ bay. Cái này phải hiểu. Nếu các bạn không hiểu cái này, các bạn sẽ mất rất nhiều tiền, tốn tiền ở bên ngoài đi kỳ quá. Tại vì các bạn đặt quá kỳ, quá đặt tiền của các bạn quá kỳ vọng vào một cái khóa 3 ngày, 7 ngày hay là một cái tài liệu nào đó, 300 đô, 500 đô, 1.000 đô. Rồi học xong nghĩ mình giỏi, không giỏi đâu các bạn ơi. Cũng như tôi nói thẳng các bạn luôn, cũng như cái buổi Zoom ngày hôm nay tôi chia sẻ cho các anh em. Tôi chia sẻ cho các anh em đúng không? Các anh em biết hết đấy, biết hết. Nhưng không làm, không kiên trì kỷ luật làm, chết vẫn chết. Đúng không? Chết vẫn chết. Các bạn biết một cái người mà người ta rớt, ví dụ máy bay có vấn đề mà người ta rớt xuống biển á, người ta chết vì lý do gì các bạn biết không? Một cái người mà rớt xuống biển, rớt xuống sông, người ta chết vì lý do gì các bạn biết không? Hay các bạn mà chết vì gì? Chết vì không biết bơi hả? Chết vì hoảng loạn là gì nữa? Chết vì sợ, chết vì gì nữa? Các bạn coi cái câu chuyện, các bạn coi hầu hết coi cái phim Titanic rồi đúng không? Hai cái nhân vật chính đó, đúng không? Hai cái nhân vật chính, cái chàng trai chấp nhận ở dưới nước để cho cô gái nằm trên cái phao cứu hộ, và cái chàng trai nó chết. Tại vì sao chàng trai nó chết các bạn biết không? Chàng trai nó không có kinh nghiệm bơi, không phải nha. Tôi cho nó có kinh nghiệm bơi luôn cũng chết. Nó mệt đúng không? Không mệt. Nó có bơi đâu, nó mệt, nó ngồi nó bám trên đó thôi sao mệt? Dạ gái hả? Đúng, dạ gái chết cũng một phần đó. Từ bỏ hy vọng hả? Cho mày có hy vọng luôn mày cũng chết. Các bạn biết tại sao nó chết không? Khi mà cái cơ thể của chúng ta đang, cơ thể chúng ta đang có một cái nhiệt độ nhất định khoảng 30+ độ, nhưng mà khi mà rớt xuống nước á, là nước nó sẽ trung hòa cái cơ thể chúng ta. Nó kéo cái nhiệt độ của cơ thể chúng ta bằng với nhiệt độ của cơ thể ở dưới nước. Cho nên ngâm nước lâu là mấy ông đi luôn. Lượng nước nó đủ nhiều là lượng nước nó sẽ trung hòa cái cơ thể, nhiệt độ của cơ thể, là chết vì cái đó. Chứ không phải chết vì không biết bơi. Hiểu chưa? Chứ không phải chết vì không biết bơi. Cho nên cái việc mà chúng ta vào trong thị trường này, chúng ta chơi á, chúng ta thua không phải là do chúng ta không biết phân tích kỹ thuật. Không phải là chúng ta không biết bơi. Không phải phân tích kỹ thuật. Mà chúng ta chết vì cái lý do khác. Các bạn biết chết vì cái gì không? Là chết vì chúng ta bị hòa vào, bị nó trung hòa, bị hòa vào trong đám đông, bị hòa vào trong một cái diện rộng đó. Chết vì cái đó. Vậy nếu các bạn muốn không chết, bị đồng hóa đấy đúng rồi. Vậy nếu các bạn muốn không chết thì sao? Một
thoát khỏi cái lắm lơm cơm. Tôi nói bên cộng đồng thì nghe nghe hơi tự ái, nói chung là thoát khỏi cái lắm nghèo nàn bên đó, suy nghĩ khác. Tìm một cái môi trường mà ở đó những cái người đó người ta có kiến thức, người ta kiếm được tiền thật sự, hiểu chưa? Vào trong đó để cái môi trường đó nó đồng hóa chúng ta, để cái môi trường đó nó là nó kéo chúng ta lên, còn hơn chúng ta ở trong một cái đám lơm cơm đó chúng ta chết. Người những cái người cái, trong cái phim Titanic đó, cái cậu nó không phải chết vì không biết bơi, đúng không ạ? Mà bị trung hòa bởi cái nhiệt độ của nước, ok chưa? Cho nên chúng ta nếu mà chúng ta hiểu được cái câu chuyện đó mà chúng ta còn loay hoay lòng vòng ở một cái đám đông ngồi cãi với tụi nó này nọ, mấy thằng mà nó không kiến thức đó, chúng ta bị nó trung hòa, các bạn nhìn thì kéo xuống. Nhiều khi chúng ta không sợ mà bà mẹ nó 30 thằng ở ngoài đó nó la nó hét, mình bị sợ theo luôn. Nó nói biết coi có ăn rồi, cái này chết rồi, BKC kiểu này có ăn rồi, các kiểu rồi, Fed nó nói như vậy như vậy. Tự nhiên các bạn bị nó trung hòa luôn, các bạn đi luôn. Nếu như chúng ta có trong một cái môi trường mà chúng ta có kiến thức này nó các kiểu, chúng ta nó khác, nhìn khác. Nhìn khác, đúng không? Đó. Bây giờ hiểu lý do tại sao chết đúng không? Và các bạn biết FBI nó thống kê tội phạm á, hơn 90% những cái tội phạm mà nó gây án, nó làm các kiểu á, là hầu hết á, nó có những cái hành vi sai lầm á, là hầu hết á, là do hoảng loạn. Hầu hết là do hoảng loạn. Có những cái câu chuyện rất là cào lao luôn. Hoảng loạn do không bình tĩnh. Ok chưa? Cho nên bản chất nếu chúng ta các bạn qua cái câu chuyện này, các bạn muốn mà anh em mình muốn mà kiếm tiền trên thị trường này, muốn vào chơi tài chính mà thắng được tiền á, nó không phải là cái các bạn đi mua cái clip, nó không phải là các bạn đi mua cái quyển bí kíp, ok chưa, đi học cái phương pháp, không phải nha. Khẳng định cái này để mấy ông mấy bà không mất tiền vào những khóa học trên trời dưới đất. Cái các bạn cần là một cái môi trường, một đội nhóm, có người dẫn dắt, có những người đi trước, có một cái cộng đồng mà họ đã kiếm được tiền thật sự trên đó, chỉ các bạn, họ kèm các bạn không phải là một hai ngày mà là đi đường dài. Cái đó mới là cái giúp cho mấy ông mấy bà kiếm tiền, chứ không phải đi học cái khóa resort 5 ngày 7 ngày, học cái ông Sunny gì đó 150 triệu upline xong rồi mất tiền mua cái giáo trình của nó, giống như mua cái giáo trình của nó xong rồi cũng đánh theo kèo mấy ông mấy bà vậy đó. Không hiểu chưa? Cho nên phải làm rõ cái đó để thà sau ngày hôm nay các bạn sẽ không còn đặt niềm tin quá nhiều vào trong thị trường này là một. Cái thứ hai, đi bằng chính chính tay chân của mình. Cái thứ ba, không mất tiền vào những cái không cần thiết. Ok chưa? Rồi, tiếp. Cái nãy giờ chúng ta thấy là chúng ta thua là bởi vì chúng ta bị cái vấn đề về tâm lý. Đúng chưa? Bị vấn đề về tâm lý. Vậy bản chất chúng ta phải xử lý là phải xử lý cái tâm lý. Phải xử lý cái tâm lý đó. Chứ không phải là đi tìm cái phân tích kỹ hơn hay này nó các kiểu, dù cho các bạn có biết bơi. Nếu các bạn gặp cái môi trường nước đó, các bạn cũng bơi thời gian, các bạn cũng bị đuối, cũng bị nước nó trung hòa, cái nhiệt độ cũng chết. Đúng không? Cho nên cái vấn đề là chúng ta phải xử lý được cái tâm lý đó. Nếu chúng ta ở trong một tâm lý của đám đông, chúng ta sẽ bị hoảng loạn là chắc chắn, rất dễ bị hoảng loạn. Chúng ta phải ở trong một cái môi trường mà những cái người có kiến thức, có trình độ, để nhiều lúc chúng ta hoảng loạn nó trung hòa ngược lại chúng ta. Chúng ta hoảng loạn thì có những cái người đi trước đó họ trung hòa ngược lại chúng ta, họ nói chúng ta biết là đừng có hoảng loạn, thị trường nó như vậy, phân tích cho chúng ta hiểu cái gốc của vấn đề, cái nguyên lý nó như thế nào. Chúng ta hiểu được cái nguyên nhân của nó thì chúng ta tự tin, đúng không? Chúng ta tự tin về chính chúng ta. Chúng ta hiểu được cái nguyên lý của nó thì chúng ta tự tin. Còn tại sao ở bên ngoài người ta gọi là tâm linh? Chúng ta gọi là có ma, ta sợ ma. Nếu mà mỗi ngày ma xuất hiện sống chung với người thì tôi tin là trong 1-2 năm nữa con người sẽ không sợ ma. Do chúng ta không thấy, chúng ta không hiểu, chúng ta sợ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Được chưa? Đúng không? Đúng, có mấy ông, có những ông vui lắm, bà mẹ một đứa tiêu cực nó kéo cả đám luôn. Nhưng mà cả đám nó bị kéo là tại vì sao? Tại vì cả đám đó nó không có đủ mạnh nên nó bị một thằng tiêu cực nó kéo. Chứ trong đám đó chỉ cần có một thằng nó có kiến thức, cái trình độ, nó chửi vô mặt, nó vả vô mặt, nó kêu tỉnh lại, xong nó dạy cho thằng đó tỉnh lại hết hoảng loạn, bằng nó dạy bằng tri thức, bằng kiến thức, bằng cơ sở, bằng logic. Được chưa? Đó,
Cho nên cái môi trường nó rất là quan trọng để anh em mình không mất tiền việc đó. Rồi để làm sao giải phóng tâm lý, giải phóng tâm lý, làm sao để giải phóng được tâm lý này. Bản chất cái tâm lý này muốn giải phóng được, bắt buộc chính các bạn set up cho các bạn một cái vị thế giao dịch, một cái vị thế vào lệnh. Chứ không có cái người nào nói à em muốn giải phóng tâm lý. Em có như hồi nãy có một bạn hỏi anh ơi làm sao để em gồng lời giỏi, gồng độ kém. Ok, tôi nếu như mà các bạn hỏi tôi và những cái người thầy vào bên ngoài, họ sẽ nói ok em phải kỷ luật, em phải ghi những cái giao dịch, em phải thề non hẹn biển, nếu mà em sai để em chặt tay, em thề non các kiểu gì đó, em cố gắng em kỷ luật. Tôi nói các bạn có nói những cái đó các bạn cũng không làm được. Còn nếu các bạn hỏi tôi á mà cô trả lời để cho các bạn làm được á thì cô sẽ trả lời khác. Còn nếu mà hỏi tôi để tôi nói cho các bạn cái cách để làm á, cái cách để làm bài bản thì tôi nói như vậy nhưng các bạn không làm được đâu, đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn có muốn biết cái cách làm được không? Cái cách làm được á là các bạn phải thu đủ nhiều, có hai thứ, một là thời gian, hai là tiền bạc, các bạn chọn đi. Các bạn muốn có cái muốn gồng lời giỏi, muốn gồng lỗ kém, muốn giỏi như những cái người đánh trong thị trường này, các bạn có hai thứ, một là tiền, hai là thời gian, các bạn chọn. Nếu bạn chọn tiền, ok, bạn sẽ mất rất nhiều tiền để mà học bài học đó. Ví dụ tài khoản của bạn đang có 1.000 đúng không, con in mẹ nó đi cháy 1.000, cháy xong rồi gì nữa, đi vay tiếp đi, đừng có sợ đi vay đánh xong rồi nợ vay nữa, đến khi nào mà không vay được nữa từ người thân bạn bè, lúc đó các bạn mới trân trọng đồng tiền, lúc đó các bạn mới biết là à bây giờ 10.000 đó với tao, 10.000 đồng để mua gói soi đó với tao nó còn quý nữa, chứ đừng nói cầm 500 đô đi chơi màu rim dễ chết như vậy, có không chơi nữa đâu. Lúc đó các bạn rất là quý trọng đồng tiền, thậm chí các bạn có vào một lệnh 300 đô, 200 đô, 50 đô các bạn cũng rất là suy xét rất là kỹ. Tại vì với những cái người mà chưa có kinh nghiệm trong thị trường này á, họ chưa biết sợ đâu, họ cần phải mất tiền họ biết sợ, đúng không? Tại vì option 1 hồi nãy các bạn chọn là mất tiền mà, để có gồng lời giỏi, gồng lỗ kém, bắt buộc các bạn phải mất tiền. Các bạn phải rơi vào một cái trạng thái là môi trường nó ép các bạn phải biết cách trân trọng đồng tiền, thì lúc đó các bạn mới gồng có tâm lý tốt được, các bạn mới suy nghĩ rất là kỹ để vào lệnh. Còn không á, tôi nói các bạn bây giờ dễ lắm, bây giờ Bitcoin giảm như vậy, tôi hỏi nha, ai đang, bao nhiêu người ở đây đang cầm USDT mà chưa vào con nào hết, cầm được quá an toàn, quá an tháng. Ở đây có ai cầm USDT quá một tháng chưa vào con nào không? Bữa giờ em cầm mấy ngàn đô USDT này em chưa vào con nào hết, em đợi. Có ai ở đây không? Cho số 1 nhé. Không, bảo đảm luôn không. Tại vì có tiền là tự nhiên cái muốn mua cái gì đó, muốn vào cái gì đó. Đúng không các bạn? Đó. Có những người mà vẫn còn cầm USDT xong một tháng trời không vào con gì đó là mấy bạn giỏi lắm đấy. Thật đấy, rất giỏi đấy. Tôi khâm phục mấy bạn đó. Được chưa? Khá giỏi. Đúng không? Cho nên đó là option 1. Bắt buộc. Chạy xe bắt buộc phải té. Khỏi chạy, khỏi trốn. Bắt buộc phải té, không tránh được. Té thì mới chạy nó khá hơn, mới biết sợ. Đúng không? Cái vấn đề là chúng ta mất bao nhiêu tiền để chúng ta học bài học đó. Nếu chúng ta tự đi, chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền. Chúng ta sẽ té rất là đau, bị nợ các kiểu, vân vân may may. Còn nếu như có những cái người mà thế hệ trước họ dẫn dắt các bạn á, họ sẽ chỉ các bạn đi ít tiền, chỗ này nguy hiểm, không nên tăng volume, có lãi rút ra các kiểu, cũng là té đó, thậm chí té nhiều lần hơn luôn á, nhưng mà cái mức thiệt hại nó không có nhiều, thấy chưa? Thì dần dần các bạn học được cái kinh nghiệm, lúc đó các bạn tự động, các bạn tự tin, các bạn có kiến thức trong đầu. Tại sao các bạn cô gái các bạn không có tự tin? Các bạn, tại vì các bạn không có đẹp trai. Tại sao bạn cô gái bạn không tự tin? Mắc tại vì không có đủ giàu, không có xe hơi 4 bánh, đúng không? Chạy SH tới đó nó không gặp bạn, đúng không? Ngày mai chạy Mercedes tới đó thử xem, chạy mẹ tôi thử xem nó gặp bạn không. Tại vì sao? Bản thân không đủ mạnh, không tự tin. Cho nên khi mà các bạn bản thân các bạn có được cái cơ sở, các bạn có được cái kiến thức rồi, các bạn tự tin, các bạn trải qua nhiều cái kinh nghiệm trong thị trường này, các bạn tự tin rồi thì các bạn gồng rất là tốt. Đó là cái một, là option chọn. Option thứ hai để đạt được cái kết quả này là chọn về thời gian. Có nghĩa là nhà em không có nhiều tiền, em không có nhiều tiền, em chỉ có thời gian, em chỉ có tuổi thanh xuân. Ok, em cứ dùng tuổi thanh xuân đi tìm hiểu trên thị trường này, nó sẽ đi lâu hơn thôi. Tại vì chúng ta chọn tuổi thanh xuân mà, chọn thời gian mà, đúng không? Đánh demo cũng được, bạn thử đánh demo 10 năm đi coi khá không? 10 năm không khá, đánh 20 năm.
Và cái câu chuyện giữa tiền và thời gian không phải dùng để xử lý cho cái tâm lý giao dịch trong thị trường của trader không, mà nó còn áp dụng được rất nhiều thứ trong thị trường tài chính này. Những cái mà mình chia sẻ cho các anh em hầu như đó là cái mẫu số chung. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó dùng để áp dụng cho nhiều thứ chứ không phải nhất định những cái đó. Có nghĩa là nó là những cái mà một chiêu mà dùng được cho nhiều thứ. Ví dụ các bạn có thể dùng, các bạn kiểm định bất kỳ người nào. Các bạn kiểm định đối tác của các bạn kiểm định partner của các bạn, bất kỳ cái gì các bạn dùng hai thứ. Một là dùng tiền thử nó, hai là dùng thời gian thử nó. Nếu không dùng tiền thử nó, sống lâu với nó tự nhiên thời gian nó trả lời cho các bạn kết quả, đúng không? Tiền và thời gian suy ngẫm về cái đó. Các bạn quản trị nhân sự cũng như vậy luôn. Trong quan hệ bạn bè mọi thứ các kiểu đều như vậy, đều dùng hai thứ đó. Ok chưa? Rồi. Xong. Tiếp. Một phần nữa là đối với những cái người trong thị trường này họ vào á, họ hay bị một cái là họ thua thì sẽ muốn gỡ lại. Ở đây có ai thua mà muốn gỡ không? Ở đây có ai thua mà muốn gỡ không? Nói thật. Mình có bạn nói mình không có tiền và thời gian cũng không có nhiều, vậy thì nên rút khỏi thị trường này thì cô khuyên thật. Tại vì bạn đang làm một cái việc là giống như bạn đang giống như là nhan sắc không có, hàng cũng không đủ dài, nhà cũng không, gia đình cũng không có điều kiện mà đi cua Ngọc Trinh đó, các bạn hiểu không? Để cái Ngọc Trinh đó, cái đó là một cái chuyện rất phi lý. Cho nên khuyên nếu như không đủ điều kiện thôi đừng có chơi tài chính. Tôi khuyên thật á, nó chỉ mất, nó mất thời gian mình trả được gì cả, không có lợi ích gì hết. Đó. Đấy. Đúng không? Quay đầu là bờ, nhưng khi quay đầu không còn là bờ luôn á. Đúng rồi. Rút thời trường đi. Nên rút. Còn nếu mà ở lại trên thị trường chả làm được gì cả, nó không làm cho đời mình cá nên được. Thật, mất thời gian lắm. Khuyên thật đấy. Chúng ta dành thời gian đó, chúng ta bán bún bò nè, bán hộp vịt lộn nè, cái bán xôi giò nè, ít ra còn có tiền. Đúng không? Chứ còn mất thời gian vô cái đó làm cái gì, nó không có hiệu quả, nó chỉ làm cho mình đau thêm thôi. Mỗi ngày, mỗi tuần như vậy, mỗi tháng như vậy, nó làm anh em mình mất thêm tiền. Nó đang có cái lệnh, hai cái lệnh sale VKC ở đây, mấy anh em channel chắc ăn ngập mặt mẹ đó rồi. 30 phút mà nó rớt kiểu này thôi, ăn ngập mặt. Đợi tí nha, để chắc báo mấy anh em bên channel chốt bạn đi ha. Và ai gồng thì gồng, chốt đi để zoom cho nó thoải mái. Chứ nhiều khi mấy ông zoom xong mà nhìn tài khoản nó đang xanh quá thì cũng tim nó phập phồng đúng không? Báo nha, chốt đi ai ít nhỏ thì gồng. Ok. Được chưa? Rồi. Đây xe ngập mặt rồi, đây xe ngập mặt rồi. Hồi nãy ai buy là chết rồi đó. Tôi hơi có báo trên channel trước đó, có báo là cắt hết buy đi sell. Rồi tiếp, chúng ta đi tiếp một cái phần tâm lý là cái tâm lý mà muốn gỡ lại. Hồi nãy mới nói đấy, tâm lý muốn gỡ lại, hầu như những cái người mà vào trong thị trường này thua họ đều muốn gỡ lại. Họ đều muốn gỡ lại, nhưng mà thực tế các bạn phải hiểu như việc này nè. Market nó rất là công bằng. Market rất là công bằng, thị trường rất là công bằng. Chúng ta cũng như ai đó vào trong thị trường này, chúng ta thắng được người ta là bởi vì chúng ta có năng lực, chúng ta có tầm nhìn, chúng ta có kiến thức, hoặc chúng ta có may mắn, đúng không? Nhưng may mắn nó sẽ không đến liên tục. Chúng ta phải suy nghĩ nó rõ ràng như vậy, logic như vậy. May mắn nó không liên tục. Nếu mà bạn nghĩ đó là may mắn, thì bạn thắng người ta do may mắn. Ok chưa? Làm gì có chuyện may mắn lần 2, lần 3, đúng không ạ? Cho nên nếu như chúng ta thua là thiếu may mắn, gì nữa, thiếu kiến thức, thiếu năng lực, thiếu tầm nhìn, thiếu đủ thứ hết, đúng không? Chúng ta thiếu đủ thứ hết, duy chỉ có liêm sĩ là chúng ta không thiếu. Nếu có liêm sĩ là chúng ta không thiếu, đúng không ạ? Cho nên nếu mà chúng ta mất tiền thì chúng ta phải hiểu chúng ta đang thiếu cái gì, tự hỏi bản thân chúng ta thiếu cái gì. Phải chăng chúng ta đang sai chỗ nào đó, chúng ta cần phải cập nhật lại để bằng ta. Đúng không? Để bằng người ta, ít ra để bằng người ta để người ta không lấy tiền của mình nữa, không lấy được tiền mình nữa. Mình không ăn tiền nó thôi, nhưng mà đừng để nó ăn tiền mình, ít ra phải như vậy. Nhưng không, những cái người mà thua họ không nghĩ đến việc đó, họ không nhìn lại chính mình, đúng không? Họ không nhìn lại chính mình, họ hay đổ lỗi do kèo, do gì nữa, do thị trường, do Fed, do vân vân, may tất cả đều là do thiên hạ không. Ba mẹ không có thằng nào nó nói là do mình chưa đủ kiến thức, chưa đủ kinh nghiệm, thôi học lại những phần đó rồi
đánh sau hay gì đó, không có người nào nói vậy. Toàn là do bên ngoài không, đúng không? Cho nên á, ở thị trường này nó có một câu mà các bạn đảo qua đảo lại rất là vui, rất là hay. Câu rất hay là giàu nó có quá trình, giàu nó có quá trình, mà nghèo nó có lý do, đúng không? Mấy thằng mà nó trai thắng trên thị trường này, nó giàu là nó phải có quá trình, nó có lũy, nó học hỏi các kiểu, nó chả biết bao nhiêu cái giờ bay nó mới có quá trình. Mà nghèo là có lý do, nghèo là của nó có đủ lý do. Là gì? Của nó nghèo là nó có lý do là nó không có, không đủ kiến thức các kiểu, nó mới thua, nó mới nghèo. Nhưng bây giờ thực tế trong cuộc sống nó khác nữa. Hồi nãy là giàu có quá trình, nghèo có lý do, đúng không? Nhưng có những người, người ta giàu người ta là có lý do nha. Người ta giàu người ta có lý do. Mà bà mẹ nó nghèo là nó có quá trình luôn á. Nó có quá trình tập luyện để nghèo luôn á các bạn. Cái quá trình tập luyện đó là mỗi lần mà thua á là đổ lỗi. Đổ lỗi. Ví dụ như có những kèo mà các bạn biết, channel hay group nào, mọi group, những group khác, không phải group Rich Kids Trading không. Bà mẹ cho 10 kèo mà thắng 7 kèo, 8 kèo á, im. Đến chừng mà đỏ một hai kèo là bắt đầu á là đổ lỗi rồi vân vân, may may rồi các kiểu. Cho nên cô rất là sợ mấy thượng đế đó. Cô nói cứ có lại là mấy má rút đi, mấy ông mấy bà rút đi nha. Rút đi, tự lo thân mình đi. Ok chưa? Không? Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì Rich Kids Trading mở từ cái thời khai thiên lập địa đến giờ cô cũng chả nhớ là bao nhiêu kèo nữa. Nhưng tỷ lệ kèo hầu như rất là cao, đúng không? Mấy anh em trong đây tự trả lời được, đúng không? Để đây kèo. Không phải là cho, không phải tôi soi kèo, không phải là tôi cho các bạn tôi báo là giá lên hay giá xuống, mà tôi báo luôn giá đến cái ngưỡng đó quay đầu, và tỷ lệ nó quay đầu cực kỳ cao, không chắc 100% nhưng tỷ lệ các bạn thấy quay đầu cực kỳ cao. Giống như những cái lệnh mà tôi cho các bạn sell đây, các bạn thấy tỷ lệ quay đầu rất cao, đúng không? Nhưng có những lúc cái lệnh đi xanh đỏ là bắt buộc phải có lệnh xanh, phải có lệnh đỏ, nó phải xuất hiện. Không cái nào mà không có channel nào mà luôn đỏ, cũng chả channel là luôn xanh đó, thấy chưa? Nhưng bà mẹ nó, mình không biết cái thằng ức ơ đó nó vào trong giai đoạn nào, lỡ cái lúc mà mình ra lệnh xanh mình không thấy mặt nó, đến cái lúc đỏ nó vào lệnh. Cho nên trong một cái cộng đồng tập thể sẽ luôn có người vui người buồn, đúng không? Cái đó do ăn ở thôi chứ không do vậy đó, nghe chưa? Và để giải phóng tâm lý tốt nhất là làm gì các bạn biết không? Để là cái lúc mà các bạn ăn những lệnh đỏ đó, các bạn không bị, các bạn nó không, những lệnh đỏ đó nó không lấy hết tài sản của các bạn, các bạn không bị ống quẩn, các bạn không bị hoang mang, không bị vân vân may may, hiểu chưa? Vậy thì làm sao để không bị những cái điều đó, làm sao để giải phóng được tâm lý đó, làm sao? Quay lại bốn bước tài chính học, học bốn bước tài chính, quản lý vốn, đúng rồi, bốn bước tài chính. Đi Devon chết đấy nha, đi Devon chưa chắc đâu các bạn, chưa chắc ổn đâu, chắc các bạn luôn 100% các bạn không bao giờ đi được Devon. Chúng ta, cái chúng ta muốn là một chuyện, mà cái chúng ta làm được là một chuyện khác hoàn toàn. Các bạn không đi được Devon đâu, các bạn tin tôi đi. Tôi hỏi thật một câu ở đây, trong thị trường, trong tháng này hoặc là trong tuần này, có ai đi Devon không? Có ai đã kiên quyết đi được Devon chưa trong tháng này? Trong tháng 8 này. Có ai đi Devon không? Chưa, chắc chắn các bạn luôn, không. Đúng không? Quá trời chưa luôn nè, quá trời người biết chưa nè. Chưa đâu, chưa được đâu. Cho nên đó không phải là cách tốt nhất để các bạn giải phóng tâm lý. Để lúc mà các bạn ăn những lệnh xanh các bạn cũng thoải mái, mà ăn lệnh đỏ các bạn cũng không có buồn, các bạn cũng thoải mái và nó tiếp tục, tinh thần vẫn còn. Là bốn bước quản lý tài chính cá nhân bắt buộc các bạn phải học, bắt buộc phải thật lòng phải làm cái đó. Cái đó là cái chìa khóa giải phóng tâm lý. Rồi giờ tôi lấy ví dụ như bây giờ BVC vừa rồi tôi cho xe, bây giờ anh em đang ăn ngập mặt, đúng không? Nhưng cái thằng ức ơ nào đó mà bà mẹ nó bay đây, nó ít 50 luôn, nó đi cái lệnh 300 đô, nó ít 50, nó bay này, xong bây giờ xuống đây nó bị cháy 300. Bị cháy 300. Lúc đó nó rất là buồn. Nếu như đó là cổng tài khoản của các bạn sẽ rất là buồn, đúng không? Hoang mang. Anh ơi còn kèo nào không gỡ lại. Vậy đó. Nhưng nếu như là tôi và một số anh chị em vẫn cháy 300 lần này đi. Và sẽ cháy 300 lần này, nhưng mà họ không có buồn. Anh biết tại sao? Thứ nhất, tại vì cái tài khoản spot của họ đang có 300.000 đô, đang có một cái lượng tiền rất lớn bên đó, cho nên cháy 300 nghĩa địa gì, đúng chưa? Cái thứ hai, trước đó chúng ta đã rút tiền trên market rất nhiều rồi, hôm qua hôm kia rút 1.000, rút 30, rút 40.000 rồi, thì ngày hôm nay mà có đánh 300 cháy cũng rất là bình thản, tâm lý không bị hoảng loạn.
những thằng mà tâm lý nó hoảng loạn ở đoạn này là tại vì sao? Ruột gan nó có bao nhiêu, nó đem ra nó cấu trên bàn bạc, trên bàn casino nó cấu hết, cho nên nó tự làm cho nó hoảng loạn, đúng không? Nó tự làm cho nó hoảng loạn. Vậy thì quay lại bốn bước tài chính cá nhân, nó sẽ giúp cho các bạn giải phóng cái việc đó, giúp cho anh em mình giải phóng việc đó. Ok chưa? Bốn bước quản lý tài chính cá nhân là gì, còn nhớ không ạ? Anh em cộng đồng cũng học nhiều rồi mà, đúng không? Còn nhớ bốn bước quản lý tài chính cá nhân là gì không các bạn? Một là gì? Giảm chi. Hai, tăng thu. Ba là gì? Đầu tư. Còn bảy, đầu tư. Bốn, còn bảy. Bốn bước này bắt buộc các bạn phải làm chuẩn chỉnh. Chỉ cần các anh em mình làm chuẩn chỉnh cũng chắc với các anh em luôn, cái tâm lý các anh em đánh rất là thoải mái, đúng không? Giảm chi là gì? Ví dụ lương của các bạn đang là nhân viên bán hàng, các bạn làm 10 triệu, các bạn làm 10 triệu, các bạn muốn thu nhập các bạn ổn định hơn. Rất nhiều người ở bên ngoài, bên giới tài chính này, người ta đang nghĩ là người ta phải cố gắng, người ta làm lương giám đốc 30, 20, 30. Bây giờ lương 10 triệu làm nhân bán hàng, lương 10 triệu ít quá, phải cố gắng làm giám đốc. Còn không thì làm công việc thứ hai, thứ ba để tăng thêm thu nhập, đúng không? Vậy khi mà họ làm giám đốc các kiểu, lương của họ 20, 30, họ vẫn thấy cuộc sống của họ vất vả, họ không có dư ra. Các bạn biết tại sao không? Các bạn biết tại sao không? Tại vì bản chất á, nhân viên bán hàng nó có mức chi tiêu của nhân viên bán hàng, lương giám đốc nó có mức chi tiêu của lương giám đốc. Bạn đã làm giám đốc và bạn càng làm lớn nữa, bạn phải thay đổi cái xe quay của bạn thành xe SH, bạn phải thay đổi cái ngôi nhà của bạn để bạn bè tới không thể nào ở nhà trọ, dùng nhà trọ để tiếp co được, mà phải là nhà căn hộ, đúng không? Gì nữa? Quần áo bạn mặc, laptop bạn xài, đồng hồ bạn đeo, nhiều thứ lắm. Cho nên cái việc mà để gia tăng thu nhập mà các bạn nghĩ đến cái câu chuyện mà các bạn đi tăng thu là sai lầm. Đi tăng thu đầu tiên là sai lầm. Đi tăng thu đầu tiên là sai lầm. Tại sao? Tại sao? Các bạn chỉ cần làm điều đầu tiên, các bạn giảm chi coi là các bạn đã khá hơn rồi. Ví dụ lương bạn 10 triệu, đúng không ạ? À? Lương tháng của bạn đang là 10 triệu. Một tháng là bạn chi tiêu hết 7 triệu đồng, tiền điện, tiền nước, tiền quần áo gì đó không biết. Bạn còn dư cái 3 triệu rồi. Nhưng bây giờ thay vì bạn nghĩ đến câu chuyện là bạn phải làm lương giám đốc để được 20 triệu, bạn đừng nghĩ tiền đó, bạn chỉ cần giảm chi. Bạn không cần tăng thu, bạn khoan nghĩ đến chuyện tăng thu, bạn chỉ cần bạn xử lý cái việc chi. Bạn liệt kê ra, lúc đó anh em mình liệt kê ra một cái bảng. Về nhà tự làm sau buổi hôm nay, về tự làm. Thằng này là gì? Thu. Này là chi. Các bạn liệt kê ra, ví dụ thu, tôi có khoản thứ nhất là lương nè, nhà trọ cho thuê nè, đúng không? Rồi trai coi nè. Ok chưa? Đây là những khoản thu nha, liệt kê ra, xong liệt kê những khoản chi nè. Cà phê chém gió nè, đi quán bar nè, hút thuốc nè, đúng không? Rồi gì nữa? Tiền điện, tiền nước, tiền gì đó. Ừ, có bạn nói tiền đặt gà, tiền chích gì đó. Ok, cứ liệt kê ra hết nha. Xong rồi làm gì? Nhìn cho thật kỹ vô cái bảng này. Cái khoản nào mà thật sự có thể bỏ được, bỏ bớt đi. Ví dụ, ngày mai, mỗi tôi ví dụ nhìn vô đây trong đây thấy à, thú vui mỗi sáng là ra cà phê, tám chuyện của đàn bà, tám chuyện của hàng xóm, đúng không ạ? À? Không cần thiết, bỏ nó đi. Rồi gì nữa? Sáng hay dẫn ghệ, dẫn vợ đi ăn sáng, bây giờ ở nhà có đồ ăn, cũng không cần thiết, bỏ cái này đi. Gì nữa? Đi quán bar, lãnh lương xong cái là bắt đầu của nó đi rửa, bà mẹ nó hay có trò này, mấy ông đi làm hay trò này đấy, đúng không? Tự nhiên cái lãnh lương cục xong chài xài trong chài, lãnh lương một tháng xài trong tuần, nhiều khi không có ăn tuần nữa. Ở đây có ai là người trong kẹt không, hiểu người trong cuộc không, đúng chưa? Những cái khoản không cần thiết, đi bar, đi búp gì đó không cần thiết, cắt đi, hút thuốc hại sức khỏe, dẹp nó đi, thà chơi coi nó có lợi sức khỏe hơn, đúng chưa? Đó, những cái không cần thiết các bạn cắt đi, tức là các bạn giảm chi. Các bạn giảm được cái chi cái đã. Khi mà giảm được chi rồi, các bạn mới làm, anh em mình mới làm cái bước thứ hai, các bạn làm cái việc tăng thu nhập. Ví dụ thu nhập của các bạn bây giờ đang là gì? Lương nè. Ok. Bạn giảm chi xong nha, các bạn mới tính đến xử lý cái phần thu nè. Lương của các bạn như vậy đúng không? Thì chỉ có 31 thôi, thu nhập chỉ có 31 thôi. Nghĩ cách kiếm một thứ ba, thứ tư vô. Ví dụ cho vay nặng lãi chẳng hạn, đúng không? Ví dụ chẳng hạn gọi là gì? Chơi BO chẳng hạn nè, đúng không ạ? À? Ăn cái thu,
Ok chưa? Mà nhiều khi con nhớ coi kỹ nó là thu hay là chi nha. Nhiều khi các bạn nghĩ nó là thu chứ thực ra nó là chi đó nha. Nó là chi, ví dụ mua Vietlott cũng là, Vietlott là chắc chắn là chi rồi đó, chứ không phải là thu rồi đó. Ok chưa? Nên xác định kỹ cái đó ha. Rồi, xử lý được cái câu chuyện thu và chi rồi á, chúng ta mới nghĩ đến câu chuyện đầu tư. Lúc đó các bạn đã dư giả tiền rồi á, hiểu không ạ? Tại vì giảm chi, tăng thu, tiền bạc thoải mái rồi, lúc đó mới nghĩ đến là đầu tư. Lúc đó mới đi mua Bitcoin nè, đúng không ạ? À? Rồi gì nữa, mua nhà, mua xe, không, nhà xe không phải đầu tư đâu. À, nhà nhà còn thể đầu tư, xe là tài sản rồi. Mua vàng này nó các kiểu, đúng không? Tôi xin phép tôi hỏi ở đây có thằng nào nghèo bỏ mẹ mà đi bỏ tiền ra mua vàng không? Hình như câu hỏi hớ chắc đầy rồi, đúng không? Đúng không? Có thằng nào mang nợ mà nó đi mua vàng không? Có thằng nào tiền nhà trọ chưa đóng mà vẫn còn đeo vàng? Ở đây có không các bạn? Hỏi thật ấy. Nếu mà có là các bạn làm được 40 quản lý tài chính cá nhân này rồi á. Đúng chưa? Đúng không? Và hầu hết đám đông đều như vậy. Thì như vậy. Thật sự. Đám đông đều như vậy. Tức là gì? Thu chi nó lại không làm cho, nó lại không làm được rồi mà nó còn nghĩ đến cái câu chuyện đó đầu tư. Muốn giàu, nhớ nha, muốn giàu bản thân mình không được nghèo cái đã. Muốn giàu bản thân mình không được nghèo cái đã. Các bạn nói BTC lố KB rồi đúng không? Chốt đi, cô Yên chưa chốt. Để cô coi cái lệnh này cô đang bao nhiêu nha. Cô đi cày mạnh đấy, cô đi vài trăm đô đâu. Cho các bạn xem cái lệnh của tôi đang là bao nhiêu đô nha. Hồi nãy có báo anh em chốt, tôi chưa có chốt. Đây, 1.000 mấy rồi. Cô đi 1.500. Rồi các bạn biết tại sao cô đi lệnh 1.500 mà cô gồng, cô đâu ít 20 đâu, cô ít 30, ít 50 hết. Mà tôi có thể gồng được đến bây giờ. Ví dụ như bạn, các bạn một số bạn sẽ hỏi à, tại sao anh có thể anh làm sao để gồng lời gồng lỗ giỏi luôn, may may tại sao một cái người mà có thể đánh một cái lệnh mà gồng như vậy, tại vì cái khoản tiền này rất là nhỏ đối với họ, chỉ đơn giản vậy thôi nè. Tôi sell x31 nè, tôi sell xuống bây giờ đang lãi 84%, lãi 1.300, 1.200, tôi đâu chốt đâu, đâu chốt đâu, chưa chốt đúng chưa? Vị thế, đúng, các bạn trả lời vị thế rất chính xác. Mà muốn có vị thế là gì? Bắt buộc bạn phải xử lý được cái bài toán giảm chi tăng thu rồi mới nghĩ đến đầu tư. Nếu như 1.000 đô đó là cơm áo gạo tiền, là tiền sữa cho con tôi các kiểu, may may may, thì tôi không thể nào mà tôi ra dám tôi gồng đến 84% chưa chốt mà ngồi zoom với mấy ông, hai mấy ông đây mà bây giờ ông chốt nó lên lại cái làm sao? BTC các bạn biết rồi, nó xuống cái lên nhanh lắm, lên cũng xuống nhanh lắm, đúng không? Vậy thì làm sao, có phải là vừa quay là anh ơi làm sao để gồng lên được như vậy? Bắt buộc bạn phải tự làm cho bạn một cái vị thế tốt là một bước quản lý tài chính cá nhân. Ráng làm cái này. Ở bên ngoài rất là nhiều thầy bà nói dạy tào lao, nó chỉ các bạn, nó đưa các bạn vô chỗ chết, nó nói là nếu bạn không có tiền đừng có ngại, tôi chỉ bạn đi vay. Bà mẹ nó không biết cái vị thế cá nhân của người ta đang chạy xe ôm xích lô hay cái gì đó, hay là đang vay nợ, hay là đang mượn nợ gì đó, đang vay hết mẹ luôn, đang nợ hết mẹ luôn, không đâu. Yêu làm giàu dễ lắm, lấy thẻ Visa ra cà, đi vay dùng đòn bẩy tài chính, đi vay. Cái đầu tư ở đây có không phải là dùng đòn bẩy tài chính nha, nhớ cái spot là marine không, đầu buổi đấy. Cái đầu tư ở đây á, là nói các bạn là có thu nhập rồi mới nghĩ đến cái câu chuyện đi đầu tư, chứ đừng có đi bon chen với đời, đúng không? Đang nợ hoặc là tiền ăn còn không có mà đòi đi mua vàng đầu tư, đi mua bất động sản, đúng chưa? Xong cái khoản đầu tư này, các bạn đầu tư này là các bạn có lãi rồi á, các bạn có lãi rồi các bạn mới nghĩ đến câu chuyện là đi vay để chơi. Có nghĩa là gì? Các bạn phải tự tin rằng các bạn đã chiến thắng được ở cái mục số 3 này rồi nè, chiến thắng được mấy ông mấy bà phải chiến thắng được cái mục số 3 này rồi nè, xong rồi mới tự tin đó đầu à, tôi có kinh nghiệm rồi, tôi có cách kiếm tiền rồi, tôi mới bắt đi vay, đi vay ngân hàng, đi chơi marine, đúng không? Nhiều ông trong thị trường này phân tích chạc cái gì cũng không biết, mỗi cái là nhảy vô chơi marine, chơi marine xong quay ngược lại anh ơi chơi sport làm sao vậy, có không các bạn? Nó vô một cái nó chơi cái đòn số 4 luôn, nó chơi cái cấp độ 4 luôn, nó vô nó chơi cái đòn 7 luôn, xong quay lại nó anh giờ chơi, em chơi marine quen rồi, bây giờ chơi sport là làm sao, chơi bot chậm quá em làm biến chơi quá mua làm sao, có không? Nhiều lắm. Còn nó đi ngược lại, và các thầy bà bên ngoài họ đều, nhất là những cái người mà học khóa bất động sản,
họ đều kêu các bạn là chơi theo cái đòn bẩy vay mượn chết chết đấy thật đấy. Các bạn biết có những cái căn nhà, có những căn nhà mà các bạn biết đó, mua 5 tỷ mà bà mẹ nó 3 năm sau căn đó chưa lên được 6 tỷ nữa, chưa lên được 6 tỷ nữa, không nhiều cái không lên được, không lên được 10% nữa. Xong cái nếu như 3 năm đó mà đi vay là các bạn biết phải trả lãi như thế nào này, đúng không? Thôi cái ngâm rất lâu, có nghĩa là giá thì không lên mà cái ác một cái là bán không ai mua, bán không ai mua, nó khựng lại như vậy ngoài đó, nó ngâm. Cho nên hầu hết những cái người chơi chết là bởi vì người ta đi ngược cái này, đi 4, 3, 2, 1. Còn những cái người mà muốn giải phóng được tâm lý, những cái người mà thành công trong thị trường này, các bạn nghiệm lại thử xem, từ Bát Vượng cho đến Walden, Soros cho đến tất cả họ đều đi chuẩn 4 bước này. Những người thành công họ đều đi chuẩn 4 bước này. Còn đi ngược 4 bước này chỉ có bọn thầy bà lên cơm dẫn một cái đám tào lao đi vô chỗ chết hết. Đi theo của nó các bạn chỉ có nghèo và nghèo thôi, đúng không? Cho nên tôi không bao giờ tôi khuyên các bạn là đi vay. Có những bạn nhắn vui lắm, anh ơi bây giờ em có nên đi vay để em vào khóa học hay không? Tôi nói không. Tôi nói ngay không, tôi kêu là học lại về 4 bước quản lý tài chính cá nhân. Bạn đang quá thần tượng về một cái khóa học mà đi vay là càng chết. Bản thân chúng ta không đủ vững thì đừng có câu chuyện đi vay mượn, nghe chưa? Đó là về 4 bước quản lý tài chính cá nhân. Những cái này mấy anh em note lại đấy, những cái này các anh em note lại nha. Các bạn nói điểm của anh Thành là ở đây nè, các nhóm khác không có nói đâu. Ồ, cảm ơn bạn. Anh em note lại những cái đó ha. Rồi tiếp thêm vấn đề nữa, xóa này đi. Khi mà các bạn đã ấy lịch học để bớt, khi các bạn đã quản lý tài chính cá nhân xong rồi á, các bạn phải làm thêm một cái việc, đó là cái tháp tài sản. Các bạn phải tự xây dựng tháp tài sản các bạn, thấy chưa? Đây là cái ổ chạm mẻ KB luôn, nó cũng chưa kịp chốt, nó chạm KB của rồi. À do tôi set up cái KB hả? Thôi khóc rồi. Đây là cái tháp tài sản. Hồi nãy tôi nói các bạn á là liệt kê ra thu chi, đúng chưa? Là một này nè. Các bạn liệt kê ra thu nhập hàng tháng của các bạn đi, các bạn tin tôi đi, các bạn làm các bạn đó cho tôi. Tôi chắc các bạn có thể các bạn sẽ chưa kiếm được tiền, nhưng các bạn sẽ dư rất nhiều tiền. Các bạn có thể không tăng thu nhưng các bạn sẽ giảm chi rất tốt nếu như làm một cách đó tôi. Khi các bạn làm việc này rồi, nó có một cái lợi hại nữa là cái gì các bạn biết không? Ở đây tôi xin phép tôi hỏi, có bao nhiêu bạn lương 10 triệu, 20 triệu mà mỗi tháng chơi margin cháy 2.000, 3.000? Có nghĩa là gì? Cái khoản tiền các bạn chơi bỏ vào thị trường này á, không biết là spot hay margin, nó âm nhiều hơn cái khoản mà các bạn thu nhập mỗi tháng. Có bao nhiêu người như vậy? Các bạn cho tôi biết số 1 nhé. Hỏi thật á. Có biết mặt các bạn đâu, các bạn ngại gì? Tự khai thôi, không đái mà khai, tự khai thôi. Có ai biết mặt mấy ông mấy bà đâu, đúng không? Bảo đảm có ai như vậy không? Có nghĩa là thu nhập lương thì có 10 triệu, 20 triệu thôi, nhưng mà nhiều lúc mỗi tháng thu lên tới vài trăm triệu. Đúng không ạ? À? Có không? Khi mà các bạn làm cái bảng này nè. Khi mà anh em làm cái bảng này nè. Không dám nói hả? Ngại hả? Khi mà anh em làm cái bảng này nè, anh em sẽ nhìn thấy được một cái điều rất là hay. Ví dụ các bạn liệt kê rõ cái mục thu chi các kiểu, đúng không? Xong rồi các bạn bỏ những cái khoản nè, hao bạn bè đi nhậu, bem marin. Tại sao? Ví dụ bạn nhìn vô bạn thấy, à tự nhiên bạn nhìn vô bạn đánh marin đến 1.200 đô rồi. Ồ, đánh đến 1.200 đô. Nhưng mà nhìn vô là cái thu nhập của bạn á, là có 10 triệu rồi, bạn sẽ không làm được việc này. Bạn sẽ cảnh lại đi, bạn sẽ không làm. Tại vì lúc đó là mặc định cái chi nó nhiều hơn cái thu, là quá rủi ro, bạn sẽ không làm việc đó. Ok chưa? Nếu chúng ta kiểm soát được cái này sẽ không có câu chuyện anh ơi em cháy 300 triệu em hoảng quá, em cháy 50 triệu, 100 triệu em hoảng quá, trong khi lương em có 10 triệu, 20 triệu. Đúng không? Đúng không ạ? Bạn làm này đi. Cái này sẽ là một cái vòng bảo vệ cho các bạn không rơi vào hoảng loạn để giải phóng tâm lý. Một vòng bảo vệ cực kỳ chắc, đi lên chậm mà chắc. Đúng không? Nhiều người trong thị trường này nó đâu làm này đâu.
bữa nay có tiền bữa nay đánh, bữa nay cháy ngày mai đi vay mượn đánh, mặc dù thu nhập có nhiêu hết chết nghe chưa. Rồi các bạn nói em cháy 20 đô là em hoảng rồi, là do thu nhập của em ít. Nếu thu nhập của em một tháng mà lương của em mà 1.000 2.000 thì em cháy 20 đô anh không nghĩ là em hoảng đâu, anh không nghĩ là em hoảng đâu, em còn đập mạnh như nữa là khác. Rồi cho làm cái này xong nha, xong phải xây dựng cho các bạn một cái tháp tài chính. Tháp tài chính ở bên đúng chuẩn của cái kiến thức về tài chính, nó sẽ nói rất là lằng nhằng về cái tháp tài chính, xây dựng tháp tài chính cá nhân này. Nhưng cô điêu lại theo một cách bình dân học vụ cực kỳ đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, ngắn gọn một câu thôi. Tháp tài chính này giảm rủi ro hết rồi, giảm rủi ro. Ví dụ sau khi bạn làm rõ được cái thu chi rồi, bây giờ bạn muốn đầu tư đúng không, bạn sẽ tự hỏi bạn đầu tư cái gì. Bạn đầu tư vàng, bất động sản, coi đúng không, bạn sẽ tự hỏi thằng nào rủi ro thấp, thằng nào rủi ro cao đưa lên trên, thằng nào rủi ro thấp đưa xuống dưới. Ví dụ như bạn quản lý được thu chi, mỗi tháng bạn dư ra được 500.000, bạn muốn ủy thác cho thằng mặt lờ nào đó cho y trả lãi cho các bạn, bạn hãy tự hỏi cái khoản đó rủi ro cao hay thấp. Xin phép chụp màn hình thoải mái, thoải mái. Cái này bên học viên có mà, cái file này học viên có mà, anh em học viên thì lát tôi gửi file này lại, ai chưa có gửi lại. Các bạn làm một này xong các bạn liệt kê, ví dụ các bạn muốn ủy thác cho người ta, các bạn tự hỏi cái khoản đầu tư đó là rủi ro cao hay thấp. Nếu rủi ro cao bạn đưa vô số 1, đưa vô đỉnh luôn cho coi. Xong cũng một khoản tiền bạn chơi BO, bạn tự hỏi là khoản đầu tư đó cao hay thấp. Ví dụ như so sánh thử bạn chơi BO và chơi spot thì theo các bạn cái thằng nào rủi ro cao? Chơi BO Marine và chơi spot thằng nào rủi ro cao? BO Marine rủi ro cao, vậy thì BO Marine đẩy lên trên đây đúng chưa? Thằng spot đẩy xuống ở dưới. Rồi lấy cái tiền đó đi mở quán bún bò, mở cà phê, đi bán hộp vịt lộn. Rồi so với Marine thì thằng nào rủi ro cao? Rủi ro cao, thằng nào rủi ro cao? Đúng không? Mấy thằng kia rủi ro cao đẩy lên, bún bò an toàn hơn, đẩy xuống. Dễ nhớ không? Tại vì bản chất đây là cái câu chuyện dịch chuyển dòng tiền từ một cái nơi rủi ro cao xuống rủi ro thấp. Rủi ro càng cao, nó càng mang lợi nhuận. Nhưng đám đông họ chỉ nhìn vào lợi nhuận. Còn đối với những cái nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ vào lệnh là bởi vì rủi ro thấp chứ không vì lợi nhuận cao. Ghi cái câu này vô, về in bự chà bá, dán ở phòng làm việc, dán toilet cũng được. Mỗi lần mà có khó khăn hay có gồng gì đó thì nhìn vô, à đầu tư vì rủi ro thấp chứ không vì lợi nhuận cao, là các bạn sẽ không còn gồng nữa. Được chưa? Vậy làm nha, vậy làm thử nha. Được chưa? Tại vì khi các bạn tâm huyết cái câu đó rồi, các bạn làm việc đó rồi, thì mỗi lần các bạn bỏ tiền vô, các bạn đọc câu hỏi là rủi ro cao hay thấp. Như vậy thôi. Các bạn biết có những cái nhà đầu tư thiên thần ở bên ngoài, họ cầm mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ luôn á. Họ không kỳ vọng là X2 như các bạn đâu. Họ chỉ kỳ vọng là gì? Rủi ro thấp. Họ không kỳ vọng lợi nhuận cao 5%, 3% là mừng rồi. Không, vì rủi ro cao, họ chỉ cần rủi ro thấp là gì? Đừng có mất tiền, nó cũng cao là mừng rồi. Mày cho tao 1%, tao cũng mừng nữa. Tao đưa mày 100 tỷ, mày cho tao 1% cũng mừng nữa. Điển mình có mất 100 tỷ đó tao được rồi. Hiểu chưa? Cho nên hãy dùng cái tư duy của người đầu tư chân chính, chứ đừng có dùng cái tư duy của đám đông. Thoát ra nó đi. Bạn không thoát ra được cái bể khổ đó là bạn sẽ bị nó trung hòa nhiệt độ, là giống như một cái người mà rớt xuống biển á, không phải chết thì không biết bơi, mà là chết vì bị nó hòa tan vô luôn, trung hòa nhiệt độ chết. Ok chưa? Cho nên khi mày quản lý được thu chi rồi, nhớ làm xây dựng cái này cho bản thân mình, một tháp rủi ro tài chính. Lúc đó nhớ khi xây dựng xong nó có một điều nữa, ví dụ ở đây mà ủy thác mà đang có lãi á, làm gì? Rủi ro cao rút lãi bỏ vô rủi ro thấp, bỏ vô kinh doanh truyền thống, giữ tiền mặt, vàng bạc, quỹ hưu trí gì đó, rút dần rút dần rút dần. Khi mà bạn làm chuẩn cái này rồi, tôi nói các bạn dù cho bất kỳ thị trường nào trên đây nè, ở đây mà rủi ro cao mà thằng này nó có sập thì tiền bạn cũng đã đẩy xuống dưới hết rồi, đúng không? Bạn cũng đã đẩy xuống dưới hết rồi, đâu có chết đâu. Nếu mà bạn xây dựng vững cái này thì tôi nói đúng là thị trường nó có sập cỡ đó thì các bạn có hoảng loạn không các bạn? Anh em có hoảng loạn không ạ? Có hoảng loạn không? Làm gì mà hoảng loạn? Tỉnh như rồi, đúng không? Tỉnh như rồi. Cho nên các bạn thấy tại sao mình và một số anh em trong những học viên có những lúc thị trường hoảng loạn, của nó ngồi, của nó nói giỡn, của nó cười hề hề, nó còn chơi với bạn nữa. Tại sao họ làm được như vậy các bạn? Bởi vì họ đã dịch chuyển tài sản hết rồi. Cái lúc mà lãi là tôi đã kêu họ rút hết rồi, tôi cầu đồng rút hết rồi. Cho nên bây giờ ngày hôm nay dù cho cái lệnh này tôi không ăn X2 mà nó cháy đi chăng nữa, tôi vẫn rất là bình thản. Trước đó rút mẹ nó 40.000 đô rồi, bây giờ đi lệnh 1.500 xuống đây ăn 1.300. Giả sử bây giờ không ăn 1.300 cho cháy 1.500 luôn cũng bình thản.
Hiểu chưa? Cho nên cái câu hỏi là làm sao để giải phóng tâm lý, làm sao gồng lời tốt, gồng lời gồng lỗ giỏi, gồng 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 lời giỏi, gồng lỗ tốt gì đó. Vui may may nó quay lại câu chuyện bốn bước quản lý tài chính cá nhân, làm ơn làm phước làm cho tôi. Cái chơi nếu các bạn không muốn nghèo, muốn giàu làm ơn đừng để mình nghèo cái nào. Nhớ nha, đừng nghĩ chuyện giàu, muốn giàu đừng cho mình bản thân nghèo. Ok chưa? Ý. Ở phần này có một phần nhỏ nữa bonus cho các bạn một cái bí mật luôn. Muốn nghèo. Cái tư duy mà gồng lời, gồng giỏi, gồng lỗ, kém nó không hề sai. Nhưng nó chưa có đúng. Chưa có đúng bởi vì sao? Hãy quan tâm đến vị thế. Là những cái tôi nói lúc nãy đó là vị thế. Và rất là nhiều thầy bà họ đang bẫy các bạn, họ đang bẫy đám đông bằng cách là họ nói cái câu chuyện là gồng lời giỏi, gồng lỗ kém. Họ có thể làm được, nhưng các bạn không làm được. Là bởi vì sao? Vị thế của họ khác. Nếu các bạn tập như họ các bạn chết. Ví dụ các bạn đánh Forex mà các bạn đánh đòn bẩy tài chính á, Forex coi Marine mà các bạn gồng lời giỏi, gồng lỗ kém. Ở đây ai làm được, ai làm điều này? Và tôi hỏi các bạn ăn SL nhiều hay là ăn TB nhiều? Nói thật, ăn SL nhiều hay ăn TB nhiều? SL nhiều đúng không? Ăn SL nhiều các bạn biết không? Chưa kể đến cái sẽ có câu chuyện nữa của nó, dụ các bạn nó nói là SL ráng để SL cho bạn SL 3 5 lần 7 lần luôn á. Ăn một lần thôi, đang ăn TB, TB nó dài mà, ăn TB một cái là đủ rồi, ăn một kèo ngon cái đủ rồi. Nhưng thật ra các bạn biết không, các bạn ăn SL hoài luôn, không bao giờ thấy ngày TB. Các bạn quên tính một cái điều là nếu mà các bạn vào lệnh á, trong quá trình trade các bạn chỉ cần ăn SL khoảng 3 lần thôi, không cần 5 lần đâu, 3 lần thôi. Lần thứ tư bạn đánh tự nhiên bạn mất tự tin mẹ nó luôn. Ăn SL khoảng 5 lần luôn, chắc các bạn 1.000 phần ngàn luôn, bạn đánh lệnh số 6, dù bạn phân tích kỹ TB các kiểu bạn cũng không dám gồng. Ở đây có ai chạy xe đã từng té xe rồi chưa? Cô hỏi thật. Các bạn sau các bạn té xe rồi, các bạn chạy các bạn còn tự tin không? Hỏi thật, nhất là mấy bạn nữ á. Thậm chí có mấy bạn nữ chạy chạy xe té một cái là không dám chạy luôn. Còn mấy ông đàn ông còn đỡ, chạy xe té xong còn dám chạy. Nhưng mà lúc mà bo cua quẹo sợ lắm, không dám chạy nhanh nữa. Tâm lý đó. Cho nên cái câu chuyện mà vẽ ra một cái viễn cảnh lý tưởng là gồng lời giỏi, gồng lỗ kém, ok, rất khả thi. Nhưng làm ơn làm phước, nhìn vô bản thân chúng ta dùm cái. Chúng ta liệu gì xảy ra nếu bạn ăn SL 3 lần, 4 lần. Bạn có phân tích giỏi các kiểu, bạn có làm, bạn có dám gồng tiếp không? Không. Không đi tiếp được các bạn, không đi tiếp được. Rồi chưa? Rồi tại sao có câu chuyện là gồng lời giỏi, gồng lỗ kém đó? Bởi vì trong cái sinh sàn á, nó có cái tiền nét. Nếu như mà bạn cứ chốt lời liên tục á, bạn chốt lời ít cũng được, mà bạn chốt lời liên tục và bạn rút tiền ra thì nó ảnh hưởng cái chén cơm của mấy thằng IB. Bạn rút ra nhiều hơn là nạp vô mà. Tổng tiền của nó bị ảnh hưởng mà, hiểu chưa? Cho nên có một số thằng nó đưa cái kiến thức đó vô, nó kêu thôi lời đừng có chốt, ráng đồng đi. Tại vì có một số sân sàn á, chỉ cần làm cháy tài khoản của người chơi thôi là cái thằng cấp trên đó được backup 100%, hiểu không? Cho nên nó không happy, thật sự luôn nó không happy là bạn. Nó rất là happy nếu bạn cháy, bạn cháy nó được tiền nhiều tiền hơn. Tiền net, net bằng tổng nạp trừ rút. Net á, bằng tổng nạp. Tổng nạp nè, ghi là phải nha, trừ cho rút nè. Cho nên nếu mà bạn gồng lời hoài thì làm sao mà cần sao thằng mà cái thằng này nó cần này thì làm sao gồng bằng gồng lời hoài á thì thằng nạp nó ngưng lại, tiền không có lên, thằng rút này nó không có rút ra. Rồi nếu mà bạn cháy cái rút này rút ra cái thì tự nhiên thằng nạp này cái vế này nó tăng lên nè, vế này tăng lên nè, không muốn vế này tăng thì thằng này nó phải lên. Gồng lỗ, gồng nạp tiền vô gồng, thằng này tăng lên thì cái tiền của con này nó tăng lên. Còn cái ông cháy hoặc là cái ông không rút được á, đúng không, thì mặc định thằng này nó tăng tiếp nữa, với này tăng nữa, cho nên cái thu nhập của bọn IB nó giàu rồi. Đó là đó mới mấy sàn lõm. Nhưng mà những cái thằng admin mà nó có tâm á, nó không, nó sẽ kêu các bạn rút đi, rút lại đi, làm ơn rút đi, chúng tôi không cần cái khoản commission hay là gì đó. Sàn chính thống nó sẽ không có tiền cháy. Còn mấy sàn lõm sẽ có, nhưng đối với chúng tôi là dù cho có tiền commission có không quan trọng, rút đi, rút cho cái tiền này được reset lại, quan trọng là các bạn phải kiếm được tiền. Phải cho đó rồi để xem. Ok,
Đấy, nhắc lại cái tâm lý mà muốn gỡ, muốn thua, muốn gỡ nhanh, đừng có nghĩ đến chuyện đó, hãy tự xem lại chính mình, cải thiện chính mình, chứ đừng có dồn tiền vô máu vay mượn hay các kiểu đánh đồng bẫy lớn. Các bạn càng đánh càng chết thôi, càng đánh chỉ càng thua thôi ha. Nếu rút nhiều hơn thì có bị sao không? Không, rút thoải mái, chứ tôi nói các bạn không tháng nào mà tôi rút nhiều hơn, nạp rất nhiều lần. Các bạn thấy tôi rút tiền liên tục không? Tôi có bữa tôi có chụp cái hình lịch sử history á, tài khoản sao tôi chụp về cho các bạn, rút liên tục đấy, có gì đâu, có lãi nhưng có quyền rút mà, cứ rút đi, có lãi đi, được chưa? Rồi còn phần sau nữa là chắc nó không kịp, phần sau là bốn cái tư duy về đầu tư, rồi bốn cái phần bậc nhà cái, bốn bước quản lý tài chính cá nhân thì rồi nè, chỉ còn hai phần nữa thì chắc ngày hôm sau đi, em sau chia sẻ ha, buổi sau chia sẻ. Ý em là IP đó không có tiền net đó thầy, đúng rồi. Đây, tôi ví dụ cho các bạn hình dung ra luôn nè, net đi ha, bằng nạp trừ cho rút, đúng chưa? Ví dụ các bạn đặt các bạn là vị trí của những thằng IP đi ha, mấy thằng những cái sân sàn nó hay tổ chức hội thảo nó hay vậy. Đầu tiên muốn như nếu như muốn tiền net của các của IP nó tăng đúng không, thì có phải là thằng nạp thì nó phải tăng không? Nếu như muốn thằng nạp này tăng thì sao? Công ty em đang có chương trình khuyến mãi, anh nạp 1.000 đô, em bonus cho anh 10%, 20%, đúng không? Vụ nạp là gì đó. Bây giờ nè, em có group VIP á, em có group VIP, em thu phí là 10 triệu, 5 triệu á. Nhưng mà ngày hôm nay anh chỉ cần anh nạp tiền, anh đăng ký dưới đường link của em, anh nạp tiền rồi em kéo anh vô group VIP miễn phí. Có phải đây là cái cách dụ với ông nạp không? Đúng chưa? Tăng cái nạp lên, tiền nét nó tăng. Ê, làm sao để tiền rút này mà tăng, nhiều thằng này mà tăng 10, thằng này tăng 10 cũng hòa vốn luôn, làm sao để cần tiền rút này nó giảm, làm sao bây giờ như vậy? Tạo ra con bot trade, em bán cho anh con bot trade, và các bạn thấy bot trade nó có cái trò gì không? Bot trade nó vào lệnh liên tục luôn, ai chơi bot rồi xác định tôi đúng hay sai. Các bạn xài bot đó, bà mẹ nó vô lệnh liên tục luôn, không có thằng nào mà dưới 10 lệnh đó, nó vô liên tục luôn. Cái lúc mà thắng á thì không có gì, cái lúc mà thua các bạn không rút tiền được, bị treo lệnh trên đó làm sao rút tiền. Bot trade là một cái phương pháp hiệu quả nhất, dù cho lệnh bạn xanh hay đỏ nó vẫn giam tiền của bạn trong đó. Bot trade coi cũng như vậy luôn, nó bất kỳ cái bot nào đó cũng không cần biết, các bạn coi có phải bot, cái bot chủ yếu của nó các bạn sinh ra là để cho các bạn nó giữ tiền các bạn, là một. Cái thứ hai, nếu bạn đang ngâm, bạn muốn không cháy không, nạp thêm tiền vô gồng không cháy, mấy con tổ chức hội thảo nó sẽ nói với các bạn, nó nói là anh yên tâm đi, thị trường lên lại thôi, anh ráng nạp thêm gồng đi. Mà khi mà anh nạp thêm gồng, có phải là ăn nạp không? Và bot nó sinh ra nó giúp cho đi rất là nhiều lệnh, các bạn bật bot các bạn chạy các bạn thấy nó đi rất nhiều lệnh đây, thì rất nhiều lệnh này á nó giữ tiền các bạn lại, là một. Cái thứ hai, có thêm phí, bạn đi càng nhiều lệnh thằng đó nó càng có thêm nhiều phí, thằng nạp thằng net thì nó tăng nữa. Thấy chưa? Rồi cứ nạp như vậy gồng thì cháy một cái, cháy liên tục một cái tiền rút để đi xuống, là tự nhiên thằng này nó tăng lên nữa, đúng chưa? Đúng không? Tại vì sao? Hồi đó tôi từng làm giám đốc sàn, tôi từng đào tạo cho một đám sale, rồi từng tổ chức hội thảo cũng lâu năm rồi, cũng nói lâu không đâu, cũng khoảng 5 năm rồi. Những cái trò này tôi vẽ ra cho tụi nó, tôi lên dịch lộ trình, tôi lên kế hoạch, tôi lên bài bản cho tụi nó. Ngày hôm nay em làm hội thảo, em chia sẻ về reaction, về Fibo, đúng chưa? Về nến, về đủ thứ hết, nó nhiều cái để nói. Nhưng các bạn biết không, những cái này là những anh em mình, những cái này là những cái mà anh em mình, cộng đồng mình biết thôi. Ít có người biết ở ngoài, ít có người nói này cho các bạn lắm. Để các bạn ngày hôm nay không bị mất tiền, các bạn phải tỉnh táo. Ok chưa? Rồi gì nữa? Biết cái này á, thực tế không có một con én không có cứu được mùi, không có làm nên mùa xuân. Biết cái này á, nhưng mà đám đông bên ngoài vẫn rất là nhiều người bị, chúng ta không có thay đổi được. Đây là một cái tất yếu, nó giống như có âm có dương. Để cho có âm có dương.
Còn những chỉ có khoảng 20%, chỉ có khoảng 20% người ta nhận thức được điều này và người ta hát được cái những cái trò này. Nhưng đám đông bên ngoài rất là đông vì cái này. Và dù cho các bạn có làm cái này hay là các bạn không làm cái này thì những cái thành phần nó vẫn sẽ vào trong đây. Cho nên ông Richard Rickard, ông nói một câu rất là hay: thị trường luôn có người mới. Bây giờ luôn có người mới. Vậy nếu như mà các bạn sau này các bạn làm thầy bà, các bạn có thể chia sẻ những cái này được, các bạn chia sẻ kiến thức reaction gì đó vân may được, ok chưa, được. Nhưng tôi muốn là các bạn hãy nói những cái sự thật, đừng có trục lợi vô cái tiền xương máu, tiền cháy xương máu của người ta, mà các bạn hãy cho người ta kiến thức thật sự rồi khi người ta rút tiền. Còn cái câu chuyện người ta rút hay không, người ta có làm cháy hay không là chuyện của người ta, bây giờ nhưng hãy nói những cái sự thật, bây giờ chứ đừng có giấu một số cái sự thật để cho các kỳ vọng các thua mà cháy các kiểu đó đó, hiểu không ạ? À? Đó rồi thôi chắc ở đây thôi, những cái phần kia thì không nói, nó không đúng giờ đâu, buổi sau. Tuần này anh em học viên chúng ta tuần này chắc sẽ ốp nha, đến khoảng mình sẽ gửi cái lịch cho tuần đầu tháng 9 là khoảng ngày 4 hay 5 tháng 9 gì đó, ngày 4 hoặc 5 tháng 9 thì chúng ta bắt đầu zoom lại. Nhưng từ đây đến lúc đó thì mình vẫn online, mình vẫn sẽ zoom cộng đồng nếu mà cần. Chủ yếu là cái buổi zoom học viên thì sẽ pending lại, tại vì có nhiều anh em họ không có online được á, cho nên lỡ cỡ thì để thôi đợi lúc đó học luôn, chứ còn zoom thì cộng đồng vẫn bình thường ha. Rồi ok, những cái đó anh em nói lại ha. Cái phần vĩ mô chúng ta còn có 2 buổi nữa thôi, đầu tháng 9 chúng ta học thêm 2 buổi rồi xong phần vĩ mô, rồi bắt đầu qua khóa tháng 9, bắt đầu một cái đợt member mới, member học viên mới tháng 9 vào rồi đó. Đó, chúng ta học học cái phần này nè, học cái phần đầu tiên là tâm lý giao dịch, đi lên luôn đó, là đồng bộ luôn rồi đó. Ok rồi thôi chắc ngưng ở đây ha, còn nhiều 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 cái để nói lắm nhưng mà không kịp giờ đâu. Anh em xem còn câu hỏi nào để mình giải đáp khoảng 5 phút nữa. Không còn nữa thì chúng ta ngưng. Ok. Thực tế vào trong thị trường này các bạn biết không? Cái chúng ta cần là chúng ta phải hỏi thật sự. Nhiều người người ta ngại ngại ngại. Các bạn biết trong thị trường tài chính này nó có một cái nguyên lý bất di bất dịch. Ngại nó đi đôi với cái nghèo. Thật đó nha. Ngại các bạn thấy tại sao, các bạn để ý đi. Các bạn để ý thử cái này có đúng hay không nha. Các bạn thấy có mấy thằng admin đó, những thằng admin thật sự nó thành công trong thị trường này á, nó không có biết ngại là con mẹ gì hết đó. Nó vô và nó rất là thẳng, các bạn để ý đúng không, rất là thẳng. Tại vì sao? Market dạy cho nó hết quen rồi, bỏ đi cái ngại rồi, cho nên đã chơi tài chính mà ngại là có cảm xúc, mà có cảm xúc là mất tiền hết rồi, cho nên nó không có ngại, ngại mà nghèo. Mà tôi nói cái này nó hơi phô, xin lỗi mấy anh em trước, mà bà mẹ nó đã nghèo rồi làm con mẹ gì cũng thấy hèn hèn thật luôn á, đã nghèo rồi làm con mẹ cũng thấy hèn hèn kỳ lắm. Tôi nói là có ai cầm 100.000, các bạn thử, các bạn cầm 100, 200.000, các bạn đem buffet rồi các bạn thấy các bạn hèn hèn không? Mặc dù cho các bạn mặc mặc đồ sang cỡ nào trong túi tiền không có thì những cái nó hèn hèn sao đó. Thật, tôi cần mặc quần xà lỏng, mang dép lê, rồi mặc áo ba lỗ, bới tóc lên, cột tóc lên, xong rồi tôi chở vợ tôi vô buffet. Vợ mà cô không để ý, bà xã cô nói trời anh ăn mặc gì vô buffet sang trọng gì, nó đuổi ra, nó nói ủa gì hả, anh tưởng anh luôn sang trọng với thiên hạ, anh luôn sang trọng với mọi người chứ, nói đùa mẹ, nó nói ủa anh tưởng anh lúc nào cũng sang trọng với ta, anh không biết là anh tệ đến vậy luôn á, thử chì cái bóp tiền ra cọc 500.000 là tự nhiên ô anh này sang ghê luôn, anh này lộng lẫy ghê, anh này hấp dẫn quá. Cho nên trong thị trường tài chính nói đùa cho anh em vui vui như vậy thôi, nhưng mà thật sự là như vậy. Trong thị trường tài chính này cố gắng kiếm tiền thật đúng, các bạn nói rất hay, là giống kiểu nội lực mạnh thì làm gì cũng tự tin, chúng ta không cần nhờ ngoại lực, chúng ta chỉ cần nội lực đủ mạnh, nghe chưa. Các bạn hỏi thầy ơi BTC em thấy giá đang trên đi mây 3489 mà sao nó rớt vậy, cái này trong lớp học viên của lớp rồi mà có báo rồi mà có giải thích rồi mà, cái này nó liên quan đến USA Quýt Cọt đó. Ở đây rất là nhiều người bị nhầm tưởng là uptrend rồi, giá nằm trên EMA 89. Ở đây nguyên cái cụm này là đỡ dùm cho đúng không, đỡ cho làm hỗ trợ đúng không, chết hết. Bữa nay có nói rất là nhiều người bị giết vì buy BTC, thậm chí vừa rồi cũng nhìn sơ qua thấy rất là nhiều group lớn nó cho long nè, nó cho long ở đây là bây giờ còn lá không rồi các bạn ơi, nó cho long ở chỗ này nè bây giờ còn lá không, chỉ có anh em mình là lượm tiền thôi,
tối nay rút để chốt lệnh tối nay rút khoảng 2.000 nha, ngày mai đi chơi lễ, ok không? Rút xong rồi anh em, bây giờ anh em mình tối nay rút xong rồi show lên, show lên group chat một cái coi ha, hứa không? Lát rút 2.000 tôi show group chat mấy anh em, ai rút tiền show lên cái đi chơi lễ chứ, để lại market nó cũng lấy à, rút đi. Thôi thôi bye các anh em nha, rút lại không bao giờ sai đúng. Sáng là con đi một lần gì đó lụm tiền thôi. Rồi bây giờ ví dụ nó rút tiền xong rồi ở đoạn này thường hay có câu hỏi là bây giờ anh bây giờ nên bay được chưa hay là nên sell tiếp hay không, không làm cái gì hết, rút tiền đi ngủ, ngày mai mở mắt ra soi chặt lại sau, chúng ta không cần thiết phải lánh liên tục đúng không, chúng ta rút tiền chúng ta thành công rồi, nghĩ đi, bây giờ nó có xuống tới đây hay nó có lên đây kệ cha nó, mà cái còn đó. Thậm chí tôi nói cái này nè, rất nhiều bạn đang đánh spot và bây giờ cảm thấy thị trường nó đang rớt như vậy, các bạn đang hoang mang, các bạn bình tĩnh. Nếu các bạn biết tận dụng margin á, một ngày các bạn tỉ được 300, 500, 1.000 thì cái khoản lỗ spot của các bạn nó không là vấn đề nữa. Mọi vấn đề sẽ được giải quyết nếu như có tiền để giải quyết đó. Nhớ nha, cái vấn đề mà tài khoản các bạn đang bị âm về spot á, thực ra cái mà các bạn đang nhìn thấy là các bạn đang bị mất tiền đó. Thực ra các bạn đang thấy là BTC thị trường nó đang xuống như vậy, các bạn đang bị tài khoản bị âm đúng không? Các bạn đang nghĩ cái đó là vấn đề đúng không? Thực ra không, cái vấn đề nó nằm ở tiền á. Nếu các bạn có một cái công cụ nào đó, có một cái gì đó mà các bạn kiếm tiền ở thị trường này được thời điểm này, các bạn bù vô cái khoản lỗ đó, bù vô cái khoản mà gọi là tạm lỗ, tại vì chưa cắt mà, gọi là bù vô spot mà chưa cắt mà, bù vô khoản tạm lỗ đó thì nó không là vấn đề nữa đúng không? Cho nên nó rất là đơn giản, xử lý rất là đơn giản, đừng có hoảng loạn. Thời điểm này các bạn cắt là các bạn hối hận, của nó thật, cái spot mà các bạn cắt là hối hận đấy. Cái mà các bạn làm bây giờ là chỉ cần tận dụng cái margin tỷ ngày 300, 500 ngàn cứ như vậy thôi. Các bạn tỷ hơn còn đây tự nhiên các bạn thấy không còn là vấn đề nữa. Ok chưa? Còn nếu không biết thì là lỗ kép đúng rồi. Tại sao lỗ kép các bạn biết không? Là tại vì 4 bước quản lý tài chính cá nhân không có vững. Quản lý đủ 4 bước tài chính cá nhân vững, nhảy vô chơi đòn 7 thì nó khác à. Còn 4 bước đó mà các bạn đã làm không đúng rồi, tôi nói các bạn dù cho các bạn chơi bất động sản, chứng khoán, thậm chí đầu tư kinh doanh bất cứ cái mảng nào các bạn cũng chết. Chứ không nói về margin hay là thị trường coi không. Ok chưa? Rồi, bye anh em nha. Chúc các anh em nghỉ lễ vui vẻ ha. Clip này có lưu lại đấy, tôi sẽ up lại lên public bên cộng đồng cho mọi người. Bye anh em nha.